Chỉ còn 10 ngày nữa là chị gái tôi ra mắt nhà chồng tương lai rồi. Anh chồng tương lai của chị ấy, anh ấy khá là bảnh trai, con nhà giàu, đang ở bên Mỹ. Một tuần nữa anh ấy mới về, rồi hai bên gia đình mới gặp gỡ và bàn bạc chuyện hôn nhân. Sở dĩ mọi chuyện nhanh chóng như vậy là bố mẹ anh ấy nói với bố mẹ tôi là bạn bè chơi với nhau từ tuổi nhỏ, nên họ hứa sẽ làm thông gia với nhau. Nhưng khi nghe bố mẹ tôi nói chuyện, chị gái tôi nhất quyết không đồng ý. Chị tôi tên là Trang, 23 tuổi. Chị mới học xong và đã xin được việc ở ngân hàng. Chị gái tôi vừa đẹp người lại vừa đẹp nết và chịu khó học hành lắm. Chính vì thế bố tôi mới muốn gả chị về làm dâu nhà bạn của bố. Bố tôi vốn rất yêu thương chị ấy, nên lúc nào cũng muốn chị ấy được gả vào nhà tử tế, lại là chỗ thân thiết, nên sau này chị ấy đỡ vất vả. Thế nhưng chị gái tôi lại một mực từ chối. Chị ấy lấy lý do là chưa muốn kết hôn. Nhưng thực ra tôi biết chị ấy đang yêu một anh làm cùng ngân hàng. Chị Trang mới nói với bố tôi là: "Hay là bố gả em Ly đi ạ. Con còn chưa muốn kết hôn sớm đâu. Con mới xin được việc làm thôi, nên con muốn phấn đấu vài năm nữa có một ít vốn rồi mới kết hôn bố ạ." Bố tôi quát lên: "Không được. Nhà ông Khang là gia đình gia giáo và nề nếp, lại đàng hoàng, sao bố có thể gả con Ly vào đó được chứ? Chỉ có con mới hợp với thằng Hải nhà ông Khang thôi, chứ con Ly thì bát nháo, lại không học hành đàng hoàng, tính cách thì ngang ngược, sao bố có thể gả nó được hả con?" Chị gái tôi mê bênh tôi: "Con thấy bố nói hơi quá rồi đấy ạ. Em Ly nhà mình cũng ngoan mà, chỉ có chuyện học hành là dang dở thôi bố. Về làm dâu nhà bác Khang, em Ly sẽ học hỏi dần, không sao đâu bố." Bố tôi lắc đầu: "Không được, em Ly không được đâu. Mà thằng Hải có điểm gì không tốt mà con chê nó?" Đã 3 năm kể từ khi anh ấy sang Mỹ, con chưa gặp anh ấy. Tình cảm không có thì làm sao mà có thể kết hôn với anh ấy được ạ? Thôi con vào trong phòng đây. Ok con này, nghe bố nói đã. Bố tôi nói rất đúng. Chỉ có chị gái tôi mới hợp với một gia đình gia giáo, nề nếp như nhà anh Hải. Còn tôi thì không hợp. Tôi tên Ly, năm nay tôi 21 tuổi. Tôi nghỉ học năm lớp 12 vì học dốt quá nên không đỗ đại học. Mặc dù là hai chị em ruột, nhưng tôi và chị Trang thì hoàn toàn khác nhau về tính cách. Chị Trang học giỏi, ngoan ngoãn, chịu khó. Còn tôi thì lại ngược lại. Tôi học dốt lắm, tí thì phải học lại vài năm. Tôi lại rất nghịch ngợm, chơi bời lêu lổng, và đặc biệt là rất lười. Suốt ngày mẹ tôi chửi tôi về cái tội làm đâu bỏ đấy, lười thối thây chảy xác ra. Nên việc nhà đều là chị gái tôi làm hết. Mẹ tôi chửi tôi thì chị gái tôi lại bênh tôi, nên tôi được đà lại càng lười thêm. Nhưng nếu bố tôi đồng ý gả tôi thay cho chị Trang, tôi cũng đồng ý. Vì tôi khá ưng anh Hải. Vì lúc chưa đi Mỹ, anh Hải có về nhà tôi chơi mấy lần. Anh ấy đẹp trai, lạnh lùng, nam tính lắm, tôi cảm thấy thích thích. Nhưng mà bố tôi thì cứ muốn gả chị Trang, nên tôi cũng kệ, không có ý kiến gì. Nhưng tối đi ngủ, chị Trang cứ ấm ức mãi, không thôi. Tôi mới hỏi chị: "Chị không lấy anh Hải thật hả chị?" Chị Trang mới mếu máo: "Chị có người yêu rồi mà, sao chị có thể lấy anh Hải được chứ? Bố cứ ép chị là chị bỏ nhà đi luôn đấy." "Ấy, chị đừng có làm như vậy mà. Thực ra anh Hải rất tốt mà chị. Bố mẹ anh ấy lại là bạn thân của bố. Chị về làm dâu chắc chắn sẽ rất thoải mái mà chị." Chị Trang vùng vằng: "Nhưng mà chị không thích thì sao có thể..." "Chị nhất định sẽ không nghe lời bố đâu em. Em nghĩ hộ chị xem có cách nào để không phải lấy anh Hải không đi. Nếu bố biết thì bố sẽ đánh chết em đấy." "Em giúp chị chuyện này đi. Chỉ có hai chị em mình biết thôi, chị năn nỉ em đấy." Cuối cùng thì tôi cũng động lòng và tôi hứa sẽ nghĩ cách giúp chị. Cả đêm hôm đó tôi và chị Trang không ngủ để nghĩ cách. Tôi nghĩ ra một cách để giúp chị. Chị em tôi bắt đầu lên kế hoạch chống lại bố. 6 giờ sáng tôi đang cho đàn gà ăn, tôi chạy ra hét lên: "Bố ơi, chị Trang tự tử rồi bố ơi." Bố tôi ném luôn cái chậu xô xuống đất và lao vào: "Làm sao, làm sao, Trang đâu rồi?" "Ở trong phòng kia kìa bố." Bố tôi hốt hoảng chạy vào trong phòng. Tôi cá rằng lúc đó hồn của bố tôi bay thẳng lên mây luôn nhá. Ở trong phòng, chị Trang nằm giữa nhà, chân tay co giật, mắt trợn lên, mồm thì sùi bọt mép, trắng dã, trông kinh khủng y như thật luôn. Bố tôi mới hét lên: "Trời ơi, Trang ơi, con làm sao thế này? Con đừng có làm bố sợ." Tôi mới cầm cái lọ thuốc sâu ở gầm giường đưa cho bố.
Hình như chị uống thuốc tự tử bố ạ. À, hôm qua con thấy chị ấy mang về, con có hỏi thì chị ấy nói là mua hộ bố để bố phun lúa. Bố tôi khóc lên, nét mặt đau khổ. Không, bố có bảo nó mua đâu. Trời ơi là trời. Đưa chị ấy đi bệnh viện đi bố. Tôi và bố đưa chị ấy đi bệnh viện cách nhà 3 cây. Có chị họ nhà bác ruột làm bác sĩ ở đó. Và tất nhiên là chị em tôi lên kế hoạch với nhau từ tối qua rồi, nên chị họ của tôi ra cổng bệnh viện đón và đưa chị Trang vào phòng cấp cứu ngay. Bố tôi thì đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại, lo lắng. Còn ba chị em tôi ở trong phòng cấp cứu cười khúc khích với nhau. Kế hoạch coi như đã thành công được 50% rồi. Một lát sau, chị họ tôi ra ngoài thông báo với bố tôi rằng: cũng may là bác và Ly tới cấp cứu kịp thời đó ạ. Em ấy đã được rửa ruột và cấp cứu kịp thời nên sức khỏe bây giờ đã ổn rồi. Bác cứ yên tâm nhé, ở đây đã có cháu rồi ạ. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi mừng quá, cảm ơn cháu nhiều nhé. Vừa nãy bác cứ sợ quá, nếu em nếu mà có mệnh hệ gì bác không sống nổi mất. Chị họ tôi biết tỏng rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi bố tôi: thế có chuyện gì mà em Trang lại uống thuốc tự tử thế hả bác? Bố tôi ngập ngừng: à không có chuyện gì đâu cháu, thôi bác về đây, cần gì cháu cứ nói với cái Ly nhé. Chị họ tôi biết là bố tôi đang rất áy náy nên chị lại càng nói: có gì bác đừng mắng hay là ép Trang làm gì nhé. Nhiều khi nó suy nghĩ nhiều quá lại nghĩ quẩn đó bác. Lúc đó nhỡ không may có chuyện gì xảy ra, tội cho nó bác ạ. Bố tôi chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay bước đi. Chắc bố tôi đang thấy rất áy náy vì mấy hôm nay ngày nào ông cũng nhắc tới việc gả chị ấy. Ông thở dài rồi lặng lẽ ra về. Rồi ngày hôm sau, bố tôi đến bệnh viện thăm chị gái tôi, trên tay xách cái cặp lồng cháo. Ông đưa cho tôi và nói: có đút cháo cho chị Trang ăn hộ bố nhé. Vâng ạ. Rồi bố tôi vẫy vẫy tôi ra ngoài hỏi: thế chị Trang có nói gì không con? Mặt tôi tỉnh bơ. Nói gì là nói gì hả bố? Bố tôi nói nhỏ: nói về bố ấy, chắc là chị Trang giận bố lắm. Tôi gật đầu: chị nói với con là chị ấy không giận bố, mà chỉ hơi buồn về bố thôi ạ. Mặt bố tôi thoáng buồn. Bố xin lỗi. Từ hôm đó bố tôi không ép chị Trang lấy anh Hải nữa, nên không khí trong nhà của tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhà tôi vui vẻ được vài hôm thì ông Khang gọi điện cho bố tôi và nói cuối tuần này ông đưa Hải về nhà tôi chơi. Bố tôi chỉ ậm ờ chứ ông không có ý kiến gì cả. Cho tới ngày ông Khang đưa Hải về nhà tôi chơi, lúc ngồi nói chuyện ông Khang mới nói: thế con bé Trang đâu rồi hả ông? Bố tôi cười: nó đi ra ngoài có việc rồi ông ạ. Tôi muốn nói với ông chuyện này. Có chuyện gì vậy? Ông cứ nói đi, tôi nghe đây. Bố tôi ngồi nói với ông Khang: hay là chúng ta kệ tụi nhỏ đi, để cho chúng nó tìm hiểu nhau rồi tự quyết định. Tôi muốn chúng nó có tình cảm với nhau rồi kết hôn, để sau này nhỡ không may có chuyện gì xảy ra tụi nó không trách mình được. Ông Khang nhìn bố tôi hỏi dò: con bé Trang nhà ông không đồng ý đúng không hả ông? Bố tôi gật đầu: đúng thế, nó nói về không có tình cảm với thằng Hải nên nó không muốn kết hôn ông ạ. Thế còn thằng Hải nhà ông nó có phản đối không? Thằng Hải nhà tôi nó không hề phản đối. Nó nói bố mẹ muốn làm gì thì làm, quan trọng là con bé Trang có đồng ý hay không thôi. Rồi bố tôi và ông Khang ngồi nói chuyện với nhau và thống nhất là để tự anh Hải và chị Trang quyết định, họ không ép nữa. Mặc cho người lớn tự quyết định, anh Hải dường như không quan tâm đến chuyện kết hôn. Đối với anh thì kết hôn cũng được mà không kết hôn cũng được, mọi người bàn bạc trong nhà, nhưng anh thì ngồi dưới bờ ao câu cá. Tôi đi lại gần và nói với anh: anh Hải lên ăn cơm đã, lát câu cá sau. Hải giật mình quay lại: xịt, cô nhỏ mồm thôi, không động vào cá của tôi bây giờ. Thế anh không ăn cơm sao ạ? Không. Tôi mới ngồi xuống và nói: thế anh không có ý kiến gì khi bố mẹ hai bên bàn bạc chuyện đám cưới sao ạ? Hải bình thản nói: ừ. Tôi bực quá gắt lên: việc hệ trọng cả đời đấy, sao mà anh thờ ơ thế nhỉ? Hải mới cau mày: đối với tôi thì cưới cũng được, mà không cưới cũng chẳng sao cả. Bố mẹ tôi thích là được, còn tôi thì không có ý kiến gì. Ơ cái anh này, hôn nhân là cả một đời, anh cứ coi như là mua mới ra ngoài trở về. Rốt cuộc đó anh có vấn đề gì không đấy? Hải để cái cần câu xuống: này cô, nếu chị cô không thích tôi thì thôi, không cưới nữa là xong, làm gì mà cô tỏ thái độ kinh thế? Tôi mới thở dài: chị gái tôi không muốn lấy anh đâu. Hôm trước bố tôi nói chị ấy nhiều quá, chị uống thuốc sâu tự tử đấy, nên anh bảo với bố mẹ anh ấy là anh không lấy vợ nữa đi.
coi như anh giúp chị gái tôi có được không? Hải mới vẫy vẫy tôi lại. Cô lại gần đây, nghe tôi nói đây này. Đây, anh nói đi. Thật ra là do bà nội của tôi nói nhiều quá. Bà cứ muốn tôi cưới vợ sớm, vì dạo này bà thấy trong người không khỏe, nên bà sợ lúc bà yếu rồi không được nhìn thấy tôi kết hôn. Bà mới giục bố mẹ tôi cưới vợ sớm cho tôi để bà yên lòng đấy. Mà tôi thì không muốn bà phải suy nghĩ, nên tôi mới tính thế này. Nếu chị gái của cô đồng ý thì tôi và chị ấy kết hôn trên giấy tờ thôi. Về nhà không ai can thiệp vào cuộc sống của ai cả. Sau một năm tôi bồi thường cho chị ấy 1 tỷ. Và tôi đảm bảo trong một năm đấy chị gái cô tuyệt đối nguyên vẹn, không có gì xảy ra nhé. Nhưng tối qua tôi gọi cho chị cô mà chị cô không nghe máy, nên tôi vẫn chưa nói với chị cô được. Tôi mới tròn xoe mắt. Anh nói thật sao? Ừ, nói thật là tôi thích một người khác rồi. Nhưng giờ chúng tôi chưa thể đến với nhau. Tôi và cô ấy đã hứa với nhau là 1 năm nữa sẽ về bên nhau. Nên cô bảo chị gái của cô cứ yên tâm đi. 1 năm nữa cô sẽ có 1 tỷ và ra khỏi nhà của tôi. Anh nói mà nghe hoang đường quá. Tôi làm sao mà tin được lời của anh chứ? Anh không sợ 1 năm nữa bạn gái của anh lấy lý do kết hôn rồi mà không quay về với anh sao? Thì cô đang sống cùng chồng cô ấy mà. Cô ấy nói 1 năm nữa cô ấy ly hôn và quay về bên tôi. Tôi bàn bạc với cô ấy cả rồi. Trời ơi, tôi muốn khẩu nghiệp luôn rồi đấy. Sao mấy người nhà giàu các người ấy, coi chuyện ly hôn cứ như là một trò đùa thế hả? Tôi đang tính như thế, chứ tôi có ép chị gái cô đâu. Với lại là chỉ là bản hợp đồng hôn nhân 1 năm sau chấm dứt cơ mà. Chị gái cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội, có đúng không? Nhưng chị gái tôi có người yêu rồi. Dù chỉ là bàn hợp đồng thì chị ấy cũng không đồng ý đâu. Mặt Hải tỉnh bơ. Thế cô có đồng ý không? Sau 1 năm tôi chuyển khoản cho cô 1 tỷ. Tôi mới ngẩn ngơ suy nghĩ. Đúng là tôi đang rất cần tiền để mở quán trà sữa. Mà tôi xin bố tôi tiền thì bố tôi cũng không để cho tôi. Tôi mới tặc lưỡi. Hay là mình đồng ý kết hôn với giả với anh ta để 1 năm sau mở quán nhỉ? Rồi tôi làm giá. 1 tỷ ít quá. Thế thêm 500 nữa là 1,5 tỷ cô đồng ý không? Wow, 1,5 tỷ. Nhưng mà tôi muốn lấy tiền trước cơ. Phòng việc sau này anh Bùng không trả thì chết tôi sao? Được rồi, mai tôi mang tiền về cho cô, rồi chúng ta kết hợp đồng nhé. Tôi mới lườm Hải. Được, nhưng mà tuyệt đối không có chuyện tế nhị kia đâu nhé. Tôi cấm anh dám sờ vào người tôi đấy. Anh mà vớ vẩn là tôi chặt tay anh. Hải mới cau mày. Cô không phải là gu của tôi đâu, bớt suy diễn đi. Sao tôi có thể tin anh được cơ chứ? Hãy mở cái điện thoại ra cho tôi xem. Đây, cô nhìn đi. Cô nhìn lại cô xem, có bằng 1/2 cô ấy không hả? Ồ, thì ra là người yêu của anh ta đây. Một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa như siêu mẫu vậy. Cũng tạm được, cô ấy có làm người mẫu không? Cô là siêu mẫu và là diễn viên nổi tiếng đấy. Chứ không giống như cô, trông chả có giống ai đâu. Nên cô đừng có mà suy nghĩ vinh tinh vớ vẩn nghe chưa? Tôi gật đầu. Được rồi, mai mang 1 tỷ tới nhé. Chúng ta thỏa thuận với nhau. Ngày hôm sau, anh ta liền mang tiền tới thật mọi người ạ. Tôi đang quét sân thì anh ta phi xe tới cổng, xách cái vali vào. Đây, tiền của cô đây xem nào. Cô đếm thử xem đã đủ chưa. Tôi nhìn vali tiền rồi nghi ngờ. Giả hay thật thế? Mà sao anh lại dễ dàng chi nhiều tiền như vậy? Hay là anh có đồng ý cưới tôi về để bán tôi sang Trung Quốc đấy hả? Hải bật cười. Cô thì bán được bao nhiêu tiền chứ? Mà trong khi đó tôi đã đưa cô 1,5 tỷ rồi. Cộng thêm tiền ăn hỏi, tiền váy cưới, tiền chụp ảnh cưới, tiền tiệc ở khách sạn nữa. Chưa kể tiền nhẫn cưới, là nhẫn kim cương cũng gần 1,5 tỷ. Còn mua trang sức cho cô, tôi dự kiến là mất khoảng 5 tỷ cho cái đám cưới này. Thế cô nghĩ xem, giờ bán cô có được trên 5 tỷ không thì tôi còn bán nào? Tôi lử mắt. Tôi là vô giá nhá. Anh nghĩ có tiền mà mua được tôi đấy sao? Rồi Hải ngồi xuống chậm rãi phân tích. Thế à, tôi thử thính xem nào, xem cô được bao nhiêu tiền nhá. Theo như giá nội tạng chợ đen sao bán ấy, thì tim là 500 triệu, thận là 300, mắt là 200, da 100 và các bộ phận khác tính sơ sơ cũng tầm 1,5 tỷ. Thế theo cô, ai đi buôn mà lỗ 3,5 tỷ chưa? Tôi không biết, đó là việc của anh mà. Nhà chúng ta có mối thâm tình gần 40 năm, cứ cho là tôi bán cô đi, thì bố mẹ cô có tha cho bố mẹ tôi không? Ừ, tôi nghĩ cũng đúng. Để tôi xem xét lại nhá. Và tôi nói trước này, tôi học võ 7 năm đấy. Anh mà dám động vào người tôi, anh chết chắc là anh chết chắc với tôi. Hãy lấy tờ hợp đồng hôn nhân tự tay anh soạn ra đưa cho tôi. Đây, cô đọc rõ đi rồi ký vào đó. Tôi còn báo bố mẹ tôi để chuẩn bị. À, cô nên nhớ là cô chỉ là vợ giả vờ của tôi thôi đấy. Sau này cưới xong, đừng có nổi lòng tham làm vợ thật. Tôi tống cổ ra ngoài đường đấy.
Cái tên ngạo mạn này, anh oai gì với tôi chứ? Cứ chờ đấy, tôi sẽ tính sổ với anh sau. Trong khi bố mẹ hai bên gia đình không nhắc gì tới việc kết hôn của các con nữa, họ đã nghĩ thông suốt và quyết định để con cái của mình tự mình quyết định cuộc hôn nhân của mình, thì Hải lại sõng dạc tuyên bố với bố mẹ là Hải sẽ cưới vợ. Ông Khang vô cùng ngạc nhiên hỏi con trai: Con trêu bố đó à? Con nói thật mà bố, con lớn rồi con nghiêm túc bố ạ. Ông Khang nhìn con trai tò mò: Cái Trang nhà ông Thịnh nó không đồng ý cơ mà, hay là con quen đứa khác rồi? Con lấy em Ly, em gái của Trang bố ạ. Ông Khang mới sửng sốt: Thật à? Nhưng mà cái Ly nó trẻ con bồng bột lắm, không được chín chắn như cái Trang đâu con. Bố buồn cười thật đấy, con thấy hợp là được mà. Có gì về bà nội của con sẽ dạy bảo cô ấy từ từ. Mà ngày trước lấy bố mẹ con còn không biết nấu cơm đó thôi, về bà nội dạy đâu ra đấy hết mà. Ông Khang mới gật đầu đồng ý: Được rồi, để muốn nói chuyện với bố cái Ly nhá. Mà hai đứa tụi con ấy yêu nhau từ khi nào? Sao bên gia đình không có ai biết gì hết là sao? Chuyện yêu đương là phải kín đáo chứ bố, ai lại khoe ra chứ. Vậy là từ bây giờ bà nội và bố mẹ hết buồn phiền về con rồi nhá. Ngày nào cũng nghe bà nội lả nhại chuyện vợ con mà con đau hết cả đầu. Giờ con chuẩn bị cưới luôn vợ cho xong. Ông Khang mới cau mày: Như vậy là đúng đấy, con phải lấy vợ sinh con thì con mới thoát khỏi cái Hà Anh được. Giờ nó có chồng có con rồi nên con phải cố mà quên nó đi. Nếu để chồng nó biết thì nó khổ, mà con lại mang tai tiếng đấy. Bị bố nói trúng tim đen, Hải sầm mặt xuống. Đúng là anh đang yêu một người phụ nữ đã có chồng. Cô ấy đẹp lắm, hai người yêu nhau từ thời đại học, gắn bó với nhau suốt 5 năm thì anh đi Mỹ. Ở nhà cô ấy yêu một người và cưới một người khác. Có lẽ vì lúc đó anh chưa có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học nên cô mới bỏ anh để lấy một người giàu có. Người đàn ông đó là đạo diễn nổi tiếng, ông ấy hơn Hà Anh 20 tuổi. Ông ấy lại giúp Hà Anh có những vai nữ chính, giúp Hà Anh nổi tiếng và tỏa sáng. Điều đó cũng đáng để Hà Anh đánh đổi. Năm ngoái Hải về nước thăm gia đình, gặp lại Hà Anh, hai người nối lại tình xưa và hứa hẹn một năm sau Hà Anh ly hôn với ông đại diễn kia và quay về bên Hải. Vì bây giờ Hải đã có trong tay hai công ty lớn rồi, anh có thể lo cho hai mẹ con Hà Anh một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Nhưng cũng vì chuyện đó mà bà nội và bố mẹ anh đứng ngồi không yên. Họ muốn anh cưới vợ để quên đi Hà Anh, vì cô ấy có chồng con rồi. Họ không muốn con trai của mình chạy theo những thứ thuộc về con trai họ. Cứ theo bản hợp đồng mà tiến hành nên tôi và Hải cùng nhau diễn ăn ý như đang yêu nhau thật vậy, nên hai gia đình không nghi ngờ gì cả. Đến chị Trang còn không phát hiện ra luôn. Nghe tin tôi và Hải sắp kết hôn, chị còn không tin vào tai của mình. Chị lôi tôi vào phòng và gặng hỏi: Em nói thật xem nào, mọi chuyện có đúng như là bố nói không hả em? Em và Hải sắp cưới thật ư? Vâng ạ, thế chị không tin em sao? Tại vì chị đang cảm thấy sốc lắm đấy. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chị không ngờ luôn nó ly ạ. Tôi cười nhìn chị nháy nháy mắt: Tình yêu sét đánh đó chị. Chẳng phải là chị kể với em, chị với anh Luân ý cũng thích nhau từ cái nhìn đầu tiên sao? Ờ mà cũng đúng. Mà này, em suy nghĩ chị kỹ cho đấy. Nhà anh Hải ra giáo lắm, em về đó làm sâu phải để ý lời nói của em đó, biết chưa? Tính em thì lại bộp chộp, ương bướng, chị cảm thấy không yên tâm tí nào cả. Tôi mới cười: Thôi nào, em lớn rồi mà chị, em biết mình phải làm gì chứ. Chị cứ yên tâm đi, không sao đâu ạ. Chị Trang gật đầu, nhưng tôi biết chị không yên tâm đâu. Vì tôi ở bao lâu nay, chị ấy biết tính tôi ngang ngược mà. Còn tôi thì suy nghĩ đơn giản lắm, là cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một năm thôi, nên tôi không sợ. Tiền thì tôi đã gửi hết tiết kiệm rồi, một năm nữa hết hợp đồng là tôi chuẩn ngay. Lúc đó tha hồ mà lo cho tương lai của mình. Có tiền trong tay rồi thì làm gì trả được, đúng không mọi người? Rồi sau một tháng, tôi và Hải chính thức tổ chức tiệc cưới trước sự chúc phúc của hai gia đình họ hàng. Tôi ngồi trong phòng để thợ trang điểm làm tóc mà trong lòng không thấy cảm xúc gì hết. Tôi ngắm chiếc vòng cổ của mình rồi lẩm bẩm: Kim cương thật hay là giả đấy nhỉ? Nếu mà thật ấy thì cái dây này chắc là phải tiền tỷ rồi. Tôi đưa lên mồm cắn thử, chị Trang liền ngăn lại: Kìa Ly, em làm cái gì đấy? À, em muốn kiểm tra xem là thật hay giả thôi ấy mà. Chị bạo má tôi một cái: Con bé này, kim cương thật đó không phải là đồ giả đâu. Tôi mới thôi không cắn nữa. Tôi giàu thật rồi, nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, vòng tay cũng kim cương, bông tai nữa, chưa kể tiền bố mẹ chồng tương lai cho tôi để tôi sắm sửa quần áo. Trời ơi, tôi đang mang trên người vài tỷ đó mọi người ạ. Con nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ
được những giấc mơ đẹp tới vậy. Hôn lễ kết thúc viên mãn và tôi theo chồng giờ về dinh. Đêm đó Hải nằm ngủ ở ghế sofa, còn tôi thì không ngủ được vì bận đếm phong bì. Tôi nhìn đống phong bì to tướng hài lòng. Nhiều thế này mà sao anh ta không đếm chứ? Hải bảo tôi bóc phong bì mà ghi vào một quyển sổ. Còn tiền quà và quà cưới thì anh cho tôi hết, anh sẽ không lấy một xu nào, vậy thì càng tốt. Tôi chê rất nhiều thứ, nhưng riêng tiền tôi không bao giờ chê. Tiền càng nhiều càng tốt. Tới gần sáng mới xong, tôi vừa chợp mắt một tí thì Hải gọi tôi dậy. Tôi ngái ngủ, lại còn tưởng là mình đang nằm ở nhà, tôi mới khát vọng. Bố để cho con ngủ thêm lúc nữa đi nào, gọi gì mà cứ gọi lắm thế chứ. Hải đá vào chân của tôi. Con gái con lứa đi lấy chồng rồi mà ngủ trương xác lên thế sao? Dậy, dậy mau. Tôi mới giật mình bỏ mắt ra. Tôi cứ tưởng là mình đang nằm ở nhà cơ. Hóa ra là tôi mơ đấy à? Hải mới cười. Mơ với mộng cái gì, thôi dậy chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đấy. Tôi gãi đầu. Thôi không cần phải hưởng tuần trăng mật gì đâu, tốn tiền lắm. Anh cứ cho tôi về nhà tôi chơi vài hôm là được. Hải mới nhăn mặt. Không được, nếu mà không đi hưởng tuần trăng mật thì bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ đấy. Mà từ bây giờ chúng ta sẽ phải đổi cách xưng hô đi. Giờ chúng ta phải nói chuyện tử tế, nhẹ nhàng với nhau, cô nghe rõ chưa hả? Tôi mới thở dài tặc lưỡi. Mình sẽ làm được mà, nhất định là sẽ làm được mà. Anh Hải, từ giờ tôi sẽ gọi anh là anh Hải và xưng em như vậy đã được chưa? Hải gật đầu. Vậy là tạm ổn rồi. Hy vọng sau này khi tôi đi làm, cô ở nhà biết giữ mồm giữ miệng, không để lộ cho ai biết được đâu đấy. Một năm qua nhanh thôi, chúc cô thành công. Tôi và Hải bắt tay nhau một cái, rồi tôi chuẩn bị đồ đạc để cùng Hải bay vào Nha Trang du lịch. Kể ra thì cũng rất ổn mà, vừa có tiền lại được đi du lịch nhiều nơi, thế này thì ai chả thích. Nhưng có một điều tôi chưa biết, đó là bà nội của Hải vô cùng khó tính, và tôi có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây hay không thì phải từ từ mới biết được. Tôi theo Hải vào Nha Trang. Chúng tôi thuê khách sạn ngay gần biển. Phong cảnh nơi đây rất đẹp và lãng mạn, nhưng lại không hợp với tôi và Hải. Vào phòng tôi leo ngay lên giường. Tôi nhận cái giường này nhá. Hải mới gãi đầu. Thế tôi nằm ở đâu nào? Ở nhà còn có ghế sofa, còn ở đây thì lại không có. Tôi hồn nhiên chỉ vào cái ghế màu đỏ cạnh giường. Đó, anh ngủ ở đó đó. Hải mới cười tủm tỉm. Cô biết vì sao cái ghế đó để cạnh giường không? Và cô có thấy có nó khác với những cái ghế khác không? Tôi nhìn đi nhìn lại rồi lắc đầu. Tôi không biết. Mà sao cái ghế đó kỳ cục thế nhỉ? Hải vẫy vẫy tôi. Lại đi tôi nói cho mà nghe nào. Tôi mới lại gần Hải và nói vào tai của tôi. Đó là cái ghế thần thánh đấy, hay gọi là ghế tình yêu. Cô chưa nhìn thấy bao giờ sao? Tôi mặt ngây ra. Tôi chưa nhìn thấy luôn. Thế nó có tác dụng gì vậy anh? À, tức là hai người ngồi vào đó và chơi cầu trượt. Vui lắm đấy, cô muốn thử không? Tôi mới chạy lại, ngồi lên ghế. Thế nhưng không thấy gì lạ cả, tôi lắc đầu. Chả có gì vui hết. Hải cười rồi chỉ tay vào tờ giấy hướng dẫn sử dụng để trên bàn. Cái tờ hướng dẫn này này, để trên bàn đó, cô xem đi. Tôi vừa cầm vào tờ giấy và nhìn thì tôi giật mình khi thấy trên đó là những hình ảnh của nam và nữ trong tư thế nhạy cảm. Thì ra cái ghế này là dùng để làm chuyện tế nhị đó. Tôi để tờ giấy xuống bàn, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Còn Hải thì cứ cười tôi mãi. Tôi vội trèo lên giường và chùm chăn kín đầu. Thật sự là tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng, mà lại không có cái lỗ nào để chui xuống. Sao mình lại quê thế này chứ? Một lát sau tôi mới dám thò mặt ra, thì tôi thấy Hải đang ngồi nghịch điện thoại trên người, cuốn mỗi cái khăn tắm. Khuôn mặt đẹp lạnh lùng, thân hình đẹp cực phẩm, tôi phải thốt lên. Đẹp quá. Tự dưng thấy anh ta đứng dậy làm tôi giật mình hét lên. Này, anh muốn làm cái gì hả? Em mà có đây tôi đập chết anh đấy. Chỗ khác đi. Hải trèo lên giường rồi nói. Giờ chia đôi giường ra nhá, mỗi người một nửa. Chứ nằm ở ghế mỏi lưng mà khó chịu lắm, tôi không quen. Không được, anh muốn nằm ở đâu thì nằm chứ, nhưng tuyệt đối không được nằm ở trên giường của tôi. Hải mới ngạc nhiên. Tại sao? Tôi vênh mặt lên. Nửa đêm lúc tôi ngủ say, anh sợ cho gì với tôi thì sao? Cô đang ảo tưởng đấy à? Sao tôi phải ảo tưởng chứ? Chẳng lẽ nằm cùng giường với một cô gái đẹp như tôi, anh lại không động lòng sao? Hải mới nhăn mặt. Cô soi gương đi, rồi nhìn lại bản thân mình xem có điểm nào đẹp không. Ngực lép, mông lép, chân tay thì khò khoằm. Nhìn người chả khác gì con khỉ. Cô cho không tôi cũng chẳng thèm nhá. Ở đó mà sợ à? Tôi điên quá mới đạp anh ta một cái bay xuống đất.
Ôi, cái lưng của tôi đau quá, sao cô dám đạp tôi hả? Tôi ở trên giường bĩu môi và cười hả hê. Cho anh chừa cái tội chê bai người khác mà coi thường người khác đi. Hải bực quá mới vùng dậy, vác tôi lên vai khiến tôi giật mình. Bỏ tôi xuống đi nào, anh làm cái trò gì thế? Tôi ném cô xuống biển cho cá nó rỉa, để xem ai cứu được cô nào. Cô thích thái độ với tôi gì, tôi giúp cô toại nguyện nhé. Tôi cứ giãy giụa trên vai của hắn. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Hải vác tôi ra đến cửa thì chuông điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta liền vòng quay lại để xem là ai gọi, thì trên màn hình là chữ Hà Anh gọi đến. Anh ta lập tức thả tay ra và tôi rơi xuống giường sầm một cái. Cái tên điên này, anh làm cái gì thế? Cũng may cho tôi là tôi rơi xuống giường, chứ mà rơi xuống đất là chắc là bị tan cái xương sống lưng luôn rồi. Hải vội vàng nghe máy. Alo, anh đây. Em vừa nghe thấy giọng của cô ấy. Hai người vui vẻ thế, em có làm phiền hai người không? Không, anh có làm gì đâu mà phiền chứ. Thích nhỉ, hai người du lịch với nhau vui vẻ như vậy cơ mà. Thôi em không dám làm phiền nữa. Ấy, em đừng giận anh, ở đây chán lắm. Cô ta thì cứ như là cái con rồ ấy chứ. Anh chán lắm rồi, anh muốn gặp em. Hả? Anh ta bảo tôi là con rồ sao? Đồ tồi kia. Anh có muốn gặp em không? Về đây đi, em đợi anh. Hải cuống cuồng lên. Được được, anh về đây, em chờ anh nhé. Vâng. Hải tắt máy và vội vàng thay quần áo. Tôi vội hỏi. Ơ, anh đi đâu thế? Cô nói muốn gặp tôi, nên bây giờ tôi bay về gặp cô ấy ngay. Thế còn tôi thì sao? Hải ném cho tôi cái thẻ và nói. Cô cứ ở đây ăn uống ngủ nghỉ đi, thích mua gì cứ mua, tôi về với cô ấy. Hôm nào về tôi lại vào đây đón cô. Cô cứ thoải mái mà vui chơi đi nhé. Tôi hốt hoảng vì ở đây tôi không quen ai cả. Giờ Hải bỏ tôi thế này, tôi sợ lắm. Không, anh đừng bỏ tôi lại mà. Tôi sợ lắm, cho tôi đi theo với. Tôi hứa sẽ ngoan không làm phiền hai người đâu. Hải mới cau mày. Người ta hẹn hò cũng đi theo làm gì chứ. Cô đi ăn uống nghỉ ngơi đi. Tiền đầy trong thẻ đấy, chi tiêu thoải mái đi, tôi đi đây. Mặc tôi năn nỉ thế nào thì Hải vẫn nhẫn tâm bỏ tôi lại. Anh vội vàng đi như sợ người yêu của anh phải chờ lâu vậy. Hải cứ vậy đi thẳng mà không một lần ngoảnh lại xem tôi thế nào. Tôi ngồi xuống và khóc. Tự dưng tôi cảm thấy tủi thân kinh khủng. Mặc dù chỉ là vợ chồng giả, nhưng sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy được chứ. Ở nơi này tôi không có quen ai cả. Tôi cảm thấy buồn lắm. Nhưng giờ Hải cũng bỏ đi rồi, tôi biết phải làm sao đây. Cả đêm đó tôi không ngủ được, cứ để điện sáng trưng. Càng nghĩ tôi lại càng ấm ức. Anh ta quá tệ, không thể chấp nhận được. Tôi yêu cầu cho anh ta không gặp được chị ấy, cho anh ta phải về, cho đáng đời anh ta đi. Tôi cứ nằm chặt chọc mãi thì cuối cùng trời cũng sáng. Tôi thở dài và ngồi dậy. Không sao, mình sẽ không sao. Ở đây một mình cũng được mà. Coi như là mình đi du lịch một mình đi. Sao phải xoắn chứ. Sau này về nhà mình sẽ tính sổ với anh ta sau. Tôi bị Hải bỏ mặc bơ vơ nơi đất khách quê người. Buồn thì buồn nhiều thật, nhưng vẫn thấy vui. Vì vừa nãy ngồi ăn sáng xong tính tiền bằng thẻ của anh ta, tôi lại cảm thấy vui vui. Chỉ cần có nhiều tiền thì dù có một mình thì vẫn tìm niềm vui được. Ăn sáng xong tôi đi dạo quanh bờ biển. Cảnh đẹp thật đấy. Tôi lấy điện thoại ra check in vài kiểu để đăng Facebook, thì có một anh đứng phía sau nói. Cần tôi chụp hộ không? Phải chụp cả cảnh xung quanh mới đẹp chứ. Tôi quay lại nhìn anh ta. Trời ơi, trai đẹp. Ở đây cảnh đẹp người cũng đẹp mê hồn vậy ư? Chắc một năm nữa hết hợp đồng với tên khốn kia xong tôi vào đây sống luôn á. Tôi ấp úng. Vậy anh chụp hộ tôi với. Anh ta cầm cái điện thoại của tôi và nháy liên tục. Vài phút sau đưa cho tôi và nói. Tôi chụp khoảng 10 kiểu rồi đấy. Cô xem có đẹp không? Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Thế cô đi cùng với ai tới đây? À, tôi đi cùng với chồng tôi. Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng tối qua người yêu của anh ấy gọi, nên anh ấy bay về gặp người yêu rồi. Anh ta nghe tôi nói thì ngây người ra không hiểu gì cả. Cô nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết? Chồng cô về gặp người yêu là thế nào? Tôi bật cười. Thôi, không phải chuyện của anh đâu. Anh không cần phải hiểu. Tôi đi đây, tạm biệt anh. Tôi bước đi để lại anh ta với bao suy nghĩ trong đầu. Chắc là anh ta đang không hiểu tại sao tôi cùng với chồng đi hưởng tuần trăng mật mà chồng tôi thì lại bỏ đi theo người khác đây mà. Cũng có gì lạ đâu, khi mà trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi mua một con tôm hùm hấp rồi mang về phòng. Vừa về đến cửa tôi đã thấy Hải đứng ở đó. Mặt thì thẫn thờ mệt mỏi. Chắc là cả đêm qua anh ta không ngủ đây mà. Còn tôi thì chưa nói gì, Hải đã khẽ nói. Cô về rồi đấy à?
Mở cửa đi nào, tôi vào phòng ngủ, tôi buồn ngủ quá. Ừ, thế đêm qua anh không ngủ sao? Trông anh mệt mỏi thế. Mà sao về sớm thế? Tối qua đi mà chưa đã về rồi sao? Hải thở dài. Không gặp được cô ấy. Tôi tròn xoe mắt. Chị gọi anh về cơ mà, sao lại không gặp được chứ? Anh đùa tôi đúng không? Chồng cô về đột xuất nên cô không gặp tôi được. Tôi bật cười. Ôi giời, giờ tôi mới tin luật nhân quả đấy. Anh bỏ tôi đây một mình để về với cô ấy, thì cuối cùng cô ta lại không gặp được anh. Lêu lêu đáng đời anh cái đồ tồi. Đồ đểu lêu lêu. Hải không nói gì cả, anh lên giường nằm luôn. Ngày hôm sau Hải mới bình thường trở lại. Anh đưa tôi đi ăn uống và mua sắm. Chúng tôi chọn đồ để mua về làm quà biếu bố mẹ hai bên. Một tuần đi du lịch, nhưng Hải cứ buồn bã chuyện yêu đương của anh ta. Anh ta ít ra ngoài, trừ lúc đi ăn và mua đồ. Anh ta chỉ ở trong nhà ôm cái điện thoại, nên tôi cũng không thấy vui vẻ gì. Chỉ mong hết tuần để mà về nhà thôi. Hết một tuần tẻ nhạt ở Nha Trang, tôi và Hải bay về Hà Nội. Tôi bắt đầu cuộc sống làm sâu của mình. Bố mẹ chồng tôi là ông Khang và bà Hoa, rất dễ tính và thoải mái. Chỉ có bà nội tôi là khó tính thôi. Vợ chồng tôi vừa về tới cổng đã thấy bố mẹ chồng tôi ra đón. Các con về rồi đấy à? Thế nào, đi du lịch có vui không? Tôi cúi đầu chào bố mẹ và nói. Dạ cũng vui bố ạ. Bố tôi ra đỡ túi đồ. Vui là tốt rồi. Nào, để bố xách đồ vào cho. Hai đứa vào nhà chào bà nội đi, bà mong lắm đấy. Chúng tôi vào nhà. Bà nội tôi ngồi phòng khách nhìn chúng tôi tươi cười. Con chào nội. Ờ, hai đứa về rồi đấy à? Sao nội thấy thằng Hải nó gầy đi thế? Tôi còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì. Hải đã bóp vai nội. Con gầy đâu mà gầy. Chắc mấy hôm nội không gặp con, nội nhớ con quá. Thành ra như vậy đúng không nội? Nội mới cười. Cha bố anh, được cái lẻo mép là nhanh thôi. Thay đứa lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay nội nấu nhiều món ngon lắm đấy. Dạ vâng. Lên phòng tôi mới hỏi Hải. Ơ, thế nhà không thuê người giúp việc à anh? Chỉ thuê người lau nhà và sạch sũ đồ thôi em. Thế ai nấu cơm thế? Nội với mẹ nấu. Trước tôi cũng thuê người nấu cơm, nhưng nội không đồng ý. Nội bảo là người ta nấu không vừa miệng nội, nên nội và mẹ tôi tự đi chợ và tự tay nấu nướng đấy. Thế có nghĩa là mai kia tôi sẽ là người đi chợ nấu cơm ư? Hải thản nhiên trả lời. Thì giờ có cháu dâu rồi, tôi sẽ không phải nấu nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nhưng tôi không biết nấu cơm đâu. Tôi cũng không biết nấu canh luôn. Thế cô biết làm gì? Tôi chỉ biết quét nhà, quét sân, nhặt rau thôi, chứ tôi chưa đi chợ và nấu cơm bao giờ cả. Hải nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ. Thật sao? Thật đấy, tôi không có đùa đâu. Tôi cảm thấy khó hiểu quá. Vậy 21 năm qua cô tồn tại trên đời này để làm những việc gì vậy? Thế theo anh ấy thì tôi phải làm sao đây? Hải động viên tôi. Đừng lo, có mẹ tôi giúp cô mà. Mẹ tôi thoải mái lắm. Có gì mà không hiểu cô cứ hỏi tôi. Cô không phải lo đâu, mọi chuyện ổn thôi mà. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực khi về đây sống rồi. Tôi quen cái tính bừa bộn cầu thả ở nhà. Giờ đây sống trong một gia đình gia giáo nề nếp này, tôi lại cảm thấy không quen. Mẹ chồng tôi dặn dò tôi từng ly từng tí. Sáng dậy tôi sẽ đi chợ theo danh sách mà bà nội đưa ra, rồi về nấu cơm cho nội ăn sáng. Nội chỉ ăn cơm sáng chứ không hề ăn gì khác ngoài cơm. Còn bố mẹ chồng tôi thì ăn uống đơn giản hơn. Nhưng tôi lại không biết nấu nướng gì hết. Tôi phải lên mạng tìm, học nấu dần từng món. Đối với mọi người thì nội trợ là công việc đơn giản, nhưng với tôi đó là cả một vấn đề và chưa chắc tôi học được. Và những lúc tôi nấu nướng, nội lại đứng phía sau nhìn tôi, khiến tôi lại càng cảm thấy lo sợ. Tự dưng tôi nghĩ kiếm được 1,5 tỷ không hề đơn giản như tôi vẫn tưởng đâu. 5 giờ sáng, nội đứng ở bên dưới gọi lên. Ly ơi, dậy thôi, dậy đi chợ đi, không lát nữa không còn đồ tươi mà nấu đâu. Tôi vốn quen thói ngủ nướng dậy muộn ở nhà nên không nghe thấy tiếng nội gọi. Ly ơi, Ly. Nội gọi không được, bực quá lên gõ cửa phòng tôi. Ly ơi, dậy chưa hả? Muộn lắm rồi đấy. Hải nằm ở ghế sofa tỉnh giấc, anh đá vào chân của tôi. Này, dậy đi, bà nội gọi cơ kìa. Tôi mới giật mình vùng dậy. Tôi đây, ai gọi tôi đấy? Bà nội gọi cô đấy. Cô ngủ say như thế, bà nội được bà gọi từ nãy tới giờ rồi đấy. Tôi vội vàng đi dậy chải đầu, rồi đánh răng rửa mặt thật nhanh, còn chạy xuống nhà để đi chợ cùng với nội cho sớm. Tôi vội vàng đi xuống dưới nhà, đã thấy nội cầm cái làn đứng chờ ở cửa. Thấy tôi xuống, nội nhăn mặt. Chẹp chẹp, con gái con lứa gì mà ngủ dậy muộn thế hả? Nội già thế này rồi còn dậy sớm được.
Tụi trẻ bây giờ không có được đứa nào hẳn hoi mà không phải nhắc nhở cả. Tôi mới gãi đầu mặt ngu ngu. Đi chợ thôi mà cũng phải dậy sớm hả nội? Lát nữa đi cũng được mà nội. Nội nhăn mặt. Phải đi sớm mới mua được đồ tươi ngon chứ. Đi muộn thì làm gì còn đồ ngon mà ăn, chỉ còn đồ thiêu thối thôi. Nhanh cái chân lên đi. Tôi đi theo nội mà phải công nhận là nội 80 tuổi rồi vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh lắm. Nội đi nhanh tôi đuổi còn không kịp ấy chứ. Thế này nào mình cũng phải đi chợ sớm thế này hả nội? Sao mình không đi xe máy cho nhanh ạ? À? Có một đoạn đường thôi mà trong ngõ chợ hẹp thế này đi vướng đường lắm. Đi xe thì làm sao mà vào được, mà ra khó lắm. Với lại tiện đi tập thể dục luôn cho khỏe người. Con có muốn sức khỏe giống nội không thì phải nghe lời nội chứ, nghe chưa? Nhưng con cảm thấy mệt quá nội à? Nội quay lại lườm tôi. Thanh niên gì mà yếu xỉu, con nhanh cái chân lên không hả? Vâng con biết rồi. Giờ là mùa hè nên 5 giờ sáng dậy không thấy ngại. Chứ nữa đến mùa đông mà nội cứ lôi tôi dậy từ 5 giờ sáng thế này, chắc là tôi chết mất. Mà cũng kỳ thật đấy, nhà có điều kiện như thế, không thuê người nấu ăn, phải tự tay nấu mới chịu cơ, mua mệt vào người như thế này đây. Tôi liền nghĩ ra cách để chọc tôi, để chọc nội. Nội ơi con bảo cái này, mình đi chợ sớm dễ bị dính xương lắm đấy nội ạ. À. Mà những người già dính xương á không tốt cho sức khỏe đâu nội. Nội tôi ngó nghiêng. Đâu đâu, xương đâu mà xương? Kìa, nội nhìn lá cây ở ven đường kia kìa. Đó vẫn còn ớt xương đó nội. Chính vì thế mà nhiều người đi tập thể dục, người ta hay đội mũ đó nội. Xương sớm độc như vậy sao? Vâng ạ, à, nên mai mình cứ thong thả mà đi chợ nha nội. Nhiều đồ ăn tươi ngon lắm, nội đừng có lo hết nha. Mở chợ hết thì mình vào siêu thị. Mà đã là siêu thị thì cái gì cũng có nội ạ. À. Nội không nói năng gì, tôi cũng không biết là nội có tin lời tôi nói hay không. Nhưng cứ đi được một đoạn, nội lại ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi đưa tay sờ lên đầu của mình xem có bị dính xương không. Nhìn cứ thấy buồn cười ấy, nhưng tôi không dám cười vì sợ bị nội chửi. Tôi đi theo một vòng quanh chợ, mua đủ đồ ăn cho cả ngày, rồi hai bà cháu lại đi bộ lếch thếch về. Về tới nhà hai chân tôi mới mỏi rã rời luôn. Giờ con nấu đi nhá, cá kho tiêu rau mồng tơi xào. Đó là nội còn có bố mẹ con và thằng Hải thì ăn gì thì nội không biết đâu. Cũng may là bố mẹ chồng tôi dễ tính, họ bảo tôi là nấu cơm rồi cả nhà ăn luôn, cứ mỗi người một món thì tôi sẽ vất vả lắm. Nấu cơm thì nấu cơm chứ, tôi sợ đếch gì. Tôi xắn tay áo lên bắt đầu vo gạo cắm cơm. Chuyện quá đơn giản, 2 phút là xong. Cắm cơm xong tôi bắt đầu kho cá. Công thức thì tôi đã hỏi bác Google rồi nên cứ theo đó mà làm, dễ ợt. Tôi hỏi mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, nhà mình có cà phê không mẹ? Mẹ tôi đang tưới cây cảnh thì bà gật đầu. Có, ở trong tủ lạnh đó con. Tôi vờ vào tủ lạnh tìm hộp cà phê rồi ngắm nghía. Cà phê chắc là tốt lắm đấy, nên món gì mình đọc được người ta cũng bảo là cho thìa cà phê vào. Cho thì cho. Tôi nấu gần xong rồi thì mẹ chồng tôi vào. Con sắp xong chưa con? Dạ vâng, sắp xong rồi đây mẹ. Rồi mẹ tôi nói nhỏ vào tai của tôi. Bà nội hơi khó tính đấy, nhưng bà thích người khác khen bà, nên mọi khi mọi người đi hết con ở nhà lựa lời mà khen bà vài câu nhé. Chứ tính bà đồng bóng lắm, lấy lòng bà một tí cho vui cửa vui nhà con ạ. À. Tôi gãi đầu. Dạ vâng, con sẽ cố gắng để gia đình mình vui vẻ nhất có thể. Ờ, mà sáng ra con với bà đi chợ gặp mưa hay sao? Sao từ lúc đi chợ về nhà thấy nội đi gội đầu luôn mà trông mặt có mẹ lạ lạ sao ấy? Tôi chợt nhớ ra cái chuyện tôi chọc bà nội. À, dính xương vào tóc thôi mà mẹ, không có chuyện gì đâu mẹ. Thế thì tốt, để mẹ lên gọi thằng Hải dậy sớm, cơm nước xong nó còn tới công ty không muộn. Cơm nước xong xuôi tôi dọn cơm ra bàn. Mọi người quây quần bên mâm cơm, không khí gia đình rất thoải mái và dễ chịu. Hải còn không thể tin nổi khi thấy tôi tự tay nấu nướng. Anh mới hỏi tôi. Này, em tự làm đấy à? Tôi cười nhẹ nhàng. Dạ vâng ạ. Bố mẹ chồng thì gật đầu hài lòng, còn bà nội thì lẩm bẩm. Cá kho màu cũng đẹp đấy, nhưng mà không biết là ăn có dai gì không. Tôi mở nồi cơm ra và xới cơm. Vừa xới thìa đầu tiên tôi giật mình. Cơm tôi nấu nát bét như cháo đặc, dính bè bè vào thìa rất khó xới. Ơ, sao nát bét thế này nhỉ? Bà nội mới ngó vào xem thì do dính thìa nên tôi vẩy cháo bắn thẳng vào trán của bà nội. Bỏng quá bà hét ầm lên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ghé vào vòi nước. Rồi bố mẹ chồng tôi hoảng quá chạy vào xem. Thì tôi còn vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì, tôi liền hỏi Hải. Có chuyện gì vậy ạ? Sao bà nội lại hét toáng lên thế? Hải cau mày nhìn tôi. Hình như là cô vẩy cái gì vào mặt của bà có phải không? Tôi nhìn không rõ.
Tôi còn gân cổ lên cãi: tôi có vẩy gì đâu. Rồi bà nội tôi lững thững đi ra với vết đỏ trên trán. Rát quá. Con Ly kia, mày tính hại bà đấy à? Bảo nấu cơm mà lại đi cắm cháo là thế nào hả? Mày bị bỏng ra đây này. Con xin lỗi bà, con không hề cố ý đâu ạ. Tại vì tự dưng bà ngó vào nên mới bị vậy đó. Con xin lỗi bà nhiều. Có bố mẹ chồng tôi nói đỡ nên tôi và bà nội cũng nguôi ngoai. Bà nội không trách tôi nữa. Nhưng cái vụ cháo đặc thì cả nhà không ai nuốt nổi. Nồi cá kho tiêu thì ăn vừa nhạt vừa lợ, và đặc mùi cà phê. Tôi đổ cho con chó, nó cũng không thèm ăn cho. Rau mồng tôi xào thì vừa nhạt vừa lợ, thêm cả mùi cà phê nồng lên, không thể hình dung ra đó là cái món gì nữa. Sau đó bố mẹ chồng tôi và Hải ra ngoài ăn phở rồi tới công ty. Bà nội cắm nồi cơm mới ngồi ghế chờ cơm chín. Đói bụng quá, bao giờ cơm mới chín đây? Tôi mới cầm bịch sữa tươi vị sâu xuống đưa cho bà. Trong lúc chờ cơm chín, bà uống tạm đi ạ. Bà nhìn tôi nghi ngờ. Sữa tươi đấy à? Bà chưa uống cái loại này bao giờ. Thế bà uống thử đi ạ, ngon lắm luôn đấy. Con đảm bảo rằng bà sẽ thích. Tôi đưa bà hai hộp, còn tôi hai hộp. Bà nội uống thấy lạ mồm lạ miệng gật gù. Ừ, cũng ngon đấy. Đấy, chắn bảo rồi mà, ngon quên sầu luôn. Rồi bà nội khoái chí uống hết hai hộp luôn. Còn dặn tôi là khi nào đi thì mua cho bà một thùng luôn để bà uống dần. Tôi chạy lên phòng gọi điện cho cái Trang, cho chị Trang, và nhờ chị mua hộ luôn. Chỉ tới chiều là bà nội đã có sữa để uống, rất nhanh và gọn lẹ. Tôi nằm buông điện thoại với chị Trang một lúc, tôi đi xuống để xem bà nội đã ăn cơm chưa, để tôi cất dọn luôn. Thì xuống nhà ăn, tôi không thấy bà đâu cả. Ngó vào phòng của bà cũng không thấy bà đâu, tôi mới lẩm bẩm: ơ, đi đâu rồi nhỉ? Đi mà không nói gì với mình thế. Tiếng bà nội trong nhà vệ sinh vọng ra: nội ở trong này, mà cho nội uống cái sữa gì, đau hết cả bụng đây này. Con Ly chết tiệt kia. Nội uống sữa dâu nên bị Tào Tháo đuổi. Nội ngồi trong nhà vệ sinh rên rỉ: Ly ơi là Ly, mày làm khổ nội rồi Ly ơi. Tôi cứ đi đi lại lại ngoài cửa phòng nhà vệ sinh để giải thích cho nội nghe. Sao kỳ vậy ạ? Con cũng uống cùng nội mà, nhưng mà con có bị sao đâu. Chắc bụng của nội có vấn đề đấy, không phải là do sữa đâu nội. Giờ mà đổ lỗi cho nội có phải không? Biết thế nội không thèm uống nữa. Thì cả con cùng uống mà nội, con có sao đâu. Nội ở trong gắt lên: cái con này. Bỗng có tiếng pẹt pẹt. Tôi ở ngoài đưa tay bịt mũi: nội vô duyên thật đấy, cứ ngồi lì ở trong đấy thả bom pẹt pẹt đi nhá. Ở con bé này, nội đau bụng xỉ hơi mà mày cũng nói là sao? Con nói gì đâu ạ? À? Không đi mua thuốc cho nội đi, còn chờ đợi cái gì nữa hả? Giờ con đi ngay đây, nội chờ con tí nha. Tôi đi mua thuốc về cho nội thì nội đang ngồi nhăn nhó ở ghế. Tôi vội lấy cốc nước để nội uống thuốc. Nhìn nội đau bụng như vậy tôi cũng thấy xót ruột lắm chứ. Nội uống thuốc rồi nằm một lúc thì nội thấy bụng không còn đau nữa, người cũng hồi lại. Nội mới quay sang tính sổ với tôi. Lúc nội mệt thì nội nằm bẹp một chỗ, còn lúc khỏe nội lại đâu vào đấy lử mắt nhìn tôi. Giờ mới xử mày đây. Mày cho uống cái gì vào sữa, nội đợi nội uống vào nội đau bụng thế hả? Tôi cãi ngay: sữa đập hộp mà nội, làm sao con cho cái gì vào được chứ? Con uống có bị làm sao đâu, bụng dạ của nội có vấn đề đấy. Nội tức cầm cái chổi lên chứ đuổi tôi khắp nhà. Sau vụ nấu cơm thất bại, tôi không phải nấu cơm nữa, nội tự tay nấu, còn tôi chỉ là một chân sai vặt của nội thôi. Ăn cơm xong tôi mới rửa bát dọn dẹp xong, vừa đi lên đến phòng khách, tôi nghe thấy nội đang mách với mẹ chồng tôi. Hôm nay con không ở nhà mà xem, tí nữa thì mẹ chết vì đau bụng đấy. Mẹ chồng tôi mới hốt hoảng: có chuyện gì thế mẹ? Mẹ bị đau bụng à? Đau thế nào hả mẹ? Tại con Ly đấy, nó cho mẹ uống cái sữa quái quỷ gì. Nó uống thì không sao, mà mẹ uống thì bị đau bụng đấy. Mẹ chồng tôi liền giải thích cho nội hiểu: chắc là do mẹ chưa uống bao giờ nên bụng dạ mới vậy thôi mẹ. Còn cái Ly nó có bị làm sao đâu. Thôi chuyện qua rồi, mẹ bỏ qua cho nó nha. Tụi trẻ bây giờ tính năng động và trẻ con lắm ạ, không giống như thời mẹ con mình đâu. Ừ, mẹ biết mà. Sao nó vụng về thế nhỉ? Mẹ chồng tôi cười: thì nó bây giờ cũng giống như con của ngày xưa đó. Con về đây cũng có biết nấu gì đâu, sao có mẹ dạy con biết đó. Nên coi gì, mẹ cứ từ từ dạy bảo con bé mẹ nhé. Bà nội gật đầu: ừ, nó vụng thật, nhưng mà được cái thật thà, có sao nói vậy, chứ không có để bụng ai cái gì hết. Con nói về nhà mình cũng vui đáo để đấy. Tôi đứng ngoài, nghe mẹ chồng tôi và nội tôi nói vậy tôi cũng cảm thấy yên lòng.
Tôi lên phòng nằm thì Hải đi làm về. Anh ta chắc mới đi uống rượu. Người về nồng nặc mùi rượu, giọng lải nhải. Ly ơi, pha cho tôi cốc nước chanh với, tôi say quá. Tôi đang nằm trên giường nên tôi không muốn dậy, tôi mới bảo. Anh xuống nhà bỏ mẹ đi, tôi đang mệt. Hải say giọng lải nhải. Cô là vợ của tôi mà, cô pha đi. Vợ với trẻ con kiểu gì mà chồng bỏ pha cốc nước chanh cho chồng cũng không làm là sao? Ơ anh quên à, là vợ chồng giả thôi mà. Anh có phải là chồng thật của tôi đâu mà tôi phải pha chứ. Mơ đi nhá. Sao mà cô ngang ngược thế? Thế giờ cô có dậy pha nước chanh không hả? Tôi mới vinh cái mặt lên. Tôi không dậy đấy, anh làm gì được nào? Lêu lêu. Hải tức quá lao lên giường để kéo tôi dậy. Thì sắt đà tôi đạp mạnh anh ta bay xuống đất. Anh ta điên quá, đuổi tôi chạy khắp phòng. Rồi anh ta túm được tôi, anh vác tôi lên vai, vỗ vào mông của tôi đen đét. Cô thách thức tôi có phải không? Thì xem tôi xử cô thế nào nhé. Anh ta còn xoay mấy vòng, làm đầu của tôi quay tít. Lúc anh ta thả tôi xuống, tôi lảo đảo ngã vồ lấy anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi mới thoáng bối rối. Tôi xin lỗi. Hải có tí men ở trong người. Anh ta vuốt mái tóc của tôi và kéo tôi lại gần anh ta. Gần tới mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta trước mặt mình luôn. Tôi nhìn khuôn mặt đẹp và lạnh lùng của Hải, bờ môi ấy, cái mũi ấy làm tôi cảm thấy bối rối. Và tôi khẽ nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng ra tôi đang ở một vườn hoa đẹp, bên cạnh là một người đàn ông yêu thương tôi, che chở tôi cả đời. Anh ấy hôn tôi đắm say, nụ hôn ngọt ngào tới mức tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại. Tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc. Tiếng Hải quát làm tôi tỉnh giấc. Này, đang nói chuyện mà, cô chui cái mỏ lên làm gì thế? Nhìn khiếp quá đấy. Tôi bừng tỉnh cơn mê. Ơ, mình mơ à? Hải nhìn tôi lắc đầu. Xấu người xấu cả nết, trông cô chả sẽ làm sao cả, tránh xa tôi ra đi. Tôi cảm thấy ngại quá, tôi lên giường chùm chăn kín đầu lại và nghĩ. Mày nghĩ cái gì trong đầu thế này? Mày thích tên khốn đó ư? Không, không thể nào. Tôi nằm chùm chăn một lúc, tôi mới thò đầu ra ngoài, xem Hải đâu. Thì tôi thấy Hải vừa tắm xong, anh quấn cái khăn tắm ngang người, nằm ở ghế sofa ngủ. Anh Hải ơi, anh ngủ rồi à? Chắc là Hải ngủ rồi nên không thấy anh ta trả lời tôi. Tôi mới nhẹ nhàng đi lại gần và ngồi xuống. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, đàn ông con trai gì mà đẹp như con gái thế? Da dẻ trắng trẻo. Nói thật, tôi là con gái mà da còn đen nhẻm sần sùi chứ đâu được đẹp như Hải đâu. Anh đúng là cực phẩm rồi. Cái tính mê trai của tôi lại nổi lên cuồn cuộn. Người gì mà đẹp trai thế, đến ngủ cũng đẹp hút hồn người ta thế này. Nhìn thôi mà cảm thấy thích thế này. Hay là mình cứ thử sờ một cái xem thế nào nhỉ? Tôi mới đưa tay lên. Giờ vào đâu bây giờ nhỉ? Chỗ nào cũng đẹp cũng thích thế này cơ mà. Tôi quyết định sờ vào má của Hải. Sờ một cái thôi mà tôi cảm thấy run thế. Tay cứ run bần bật. Trời, run thế này thì làm sao mà sờ được chứ? Tay tôi chạm vào má của Hải. Hải cử động làm tôi giật mình và rụt tay lại. Hải mở mắt ra nhìn tôi. Cô không ngủ đi, ngủ đây canh tôi đấy à? Tôi ngại quá ấp úng. À có con muỗi tôi đuổi đi cho anh ấy mà. Không cần đâu, cô về chỗ của cô đi. Dạ vâng. Tôi vội leo lên giường, nằm chùm chăn kín mít. Trời ơi, sao mình lại quê nữa rồi. Rõ ràng là anh ta đang ngủ, sao ta lại biết tôi đang có ý định sờ má anh ta nhỉ? Ngại quá đi mất. Nằm trong chăn mà tim của tôi cứ đập thình thịch. Tôi thích Hải thật rồi sao? Nhưng tôi vẫn sẽ giữ riêng tình cảm đó ở trong lòng thôi, vì Hải đã có người con gái khác rồi. Anh và cô gái ấy còn có lời hứa với nhau nữa mà. Người sống tình cảm như anh ấy sẽ không vì một người không ra gì như tôi mà quên đi lời hứa đó đâu. Sáng nay Hải mệt nên tới không tới công ty. Tôi mới lại hỏi. Anh không tới công ty à? Tôi mệt, lát cô đi chợ mua cho tôi bát cháo nhé. Tự dưng thấy thèm cháo thế. Nghe Hải kêu mệt mà tôi thấy sốt ruột quá. Anh mệt à? Anh thấy trong người thế nào rồi? Cần em mua thuốc cho không? Không cần đâu, thôi xuống nhà đi, tôi váng đầu quá, tôi muốn ở một mình. Vâng, để em đi mua cháo, anh nằm nghỉ đi nhé. Chả hiểu từ khi nào mà một đứa ngang bướng như tôi lại trở nên dịu dàng bất thường như lúc này. Trước ở nhà, bố mẹ Sa Tuy làm cái gì tôi đều rơi hết cho chị Trang. Chị Trang nói một, tôi cãi 10. Thế mà bây giờ, ở cạnh Hải, tôi lại trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn như vậy. Đúng là khó hiểu thật đấy. Tôi đi mua cháo cho Hải về thì nhà tôi có khách. Bác Mai ở dưới quê lên chơi. Bác biếu bà nội tôi hai con gà trống to và ít rau húng quê. Sau đó bác và bà nội tôi đi sang nhà chú tôi chơi. Trước khi đi, bác có vào bếp dặn tôi. Ly ơi, bác nghe bà nội cháu nói là thằng Hải bị ốm sao? Thế cháu thịt hai con gà đi, một con hầm cháo cho thằng Hải,
còn một con thì luộc ăn trưa nhé. Tôi không biết thịt gà, nhưng trước mặt bác tôi không dám nói, tôi chỉ gật đầu. Dạ vâng. Thế cháu ở nhà nhé, bác và bà nội sang bên chú Hưng một lát đây. Bà nội và bác đi rồi, Hải thì mệt nằm im ở trên gác. Bố mẹ chồng tôi thì tới công ty từ sáng sớm. Tôi mới thở dài nhìn con gà. Mình thịt gà bao giờ đâu. Tôi định kệ không thịt gà nữa, nhưng tôi chợt nghĩ, giờ Hải ốm nằm đó, nếu có bát cháo gà nóng hổi thì ngon phải biết. Hải tốt với tôi như vậy, tôi cũng nên làm một cái gì đó, coi như là tôi trả ơn anh. Tôi hít thở một hơi sâu và lấy động lực rồi quyết định. Mình sẽ thịt gà để nấu cho cháo cho Hải ăn. Nhưng mổ thế nào đây? Tôi lấy cái điện thoại ra gọi cho chị Trang. Chị nghe nè. Chị ơi, thịt gà thế nào chị chỉ em với. Ủa, em mua gà hả? Sao không bảo họ mổ luôn cho? Không phải là em mua gà mà là có người biếu chị ạ. Nó đang ở trong lồng đây này chị. Vậy à, thêm bác siêu nước nóng đi, rồi em buộc chân gà lại, sau đó em treo ngược lên rồi cắt tiết nhá. Dạ vâng, em hiểu rồi. Cứ làm như mọi khi bố làm đó phải không chị? Ừ, đúng rồi, bố vẫn thịt gà cho mình ăn đó em. Em nhớ cẩn thận không bị bỏng đó. Dạ vâng, em biết rồi, thôi em làm đi ạ. Tôi tắt cái điện thoại hào hứng làm việc. Tôi buộc chân con gà ở cửa nhà vệ sinh, lấy dao cắt tiết. Tôi cắt một phát nhưng hơi nhẹ lại, không đúng mạch nên chỉ chảy vài giọt máu. Tôi đang định cắt thêm phát nữa thì con gà vỗ phành phạch, bụi bay nên tôi nhắm mắt lại. Cục cục. Tôi mở mắt ra thì con gà đã sổng ra. Nó chạy ra giữa bếp và kêu cục cục. Tôi hoảng quá hét lên. Ô, nó sổng ra rồi. Chết rồi, mình phải bắt nó ngay. Tôi lao ra chạy đuổi theo con gà. Nhưng mà tôi càng đuổi thì con gà lại càng chạy. Tôi đuổi theo con gà mấy vòng quanh bếp, mệt muốn tắt thở luôn. Tôi ngồi xuống thở hắt ra mà con gà nó không chịu đứng im để tôi bắt chứ. Tôi ngồi thở một lúc, thấy đỡ mệt hơn, tôi lại tiếp tục đuổi theo nó để vồ con gà tiếp. Tôi vồ trượt con gà mấy phát liền, song chảo bay xuống đất loảng xoảng luôn. Không biết tôi vồ trượt con gà mất bao nhiêu lần rồi, mọi thứ trong bếp vỡ hết cả mà con gà vẫn tung tăng chảy. Cuối cùng tôi không còn sức để đuổi con gà nữa, tôi mới đi lên phòng gọi Hải dậy. Hải mở mắt ra, thấy tôi đầu óc bù rối, ở cổ lại có một ít máu. Hải mới hốt hoảng quá, anh lại tưởng tôi bị làm sao. Hải ngồi bật dậy, mặt cắt không còn hạt máu. Ly, có chuyện gì vậy? Sao ngày em dính đầy máu thế này? Tôi muốn nói với Hải rằng anh xuống bếp bắt hộ em con gà, nhưng vì tôi mệt quá, người cứ đờ ra, mồm lắp bắp không thành câu. Nó chạy rồi, cứu em. Hải lại tưởng tôi bị làm sao, bị ai đó hại mới thành ra nông nỗi này. Mắt anh trợn trừng lên giận dữ. Ai làm chuyện này chứ? Em mò nó đi, ai làm chuyện này? Tôi ú ớ không nói thành câu. Nó ở trong nhà vệ sinh, bắt nó hộ em với. Ngay lập tức Hải lao ra ngoài ban công, cầm đoạn gậy sắt chạy xuống nhà. Nhìn thấy cảnh tượng bát đĩa nổi niêu song chảo bay tứ tung khắp bếp, Hải lại càng tin là có trộm đột nhập vào nhà. Và lúc này trong đầu của Hải đã nghĩ, trộm vào nhà và tôi và tên trộm đã có một cuộc khẩu chiến rất kinh khủng, nên mọi thứ mới thành ra thế này. Hải đi chậm lại để nghe ngóng xem tên trộm đó đang ở đâu. Hải nghe tiếng động trong nhà vệ sinh, anh liền tiến lại gần và đe dọa. Thằng khốn, mày trốn trong đấy ư? Có giỏi ra đây đi xem nào, tao sẽ nói chuyện với mày. Mày không thấy là mày hèn hả, khi ra tay với một cô gái yếu đuối như thế hả? Không có ai trả lời, Hải giận dữ. Có giỏi thì bước ra đây, sao mày phải trốn trong đấy hả? Bước ra đây gặp tao xem nào, muốn lấy tiền có phải không? Ra đây cho tao tiền đây này. Vẫn không có ai trả lời cả, Hải mới cầm cây sắt vụt vào cánh cửa nhà vệ sinh rầm rầm. Anh quát lên. Đồ khốn kia, bước ra đây mau lên. Tao đếm tới 3 mày không ra đây á, tao đập chết mày luôn đấy. Hải bắt đầu đếm 1, 2, 3. Không thấy tên trộm ra, Hải mới điên máu quá đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh. Thì con gà trống từ trong nhà vệ sinh lao ra kêu lên cục 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 tác. Hải nhìn vào trong thì không thấy tên trộm nào cả, chỉ có con gà trống vừa chạy ra ngoài với vết cắt ở cổ còn răng dở nên máu nhỏ ra từng giọt. Nó chạy khắp nhà bếp và kêu cục cục. Hải cảm thấy hơi xấu hổ vì anh đã to tiếng quát nạt một con gà trống, thậm chí anh còn tuyên chiến với nó nữa. Cũng may là không có ai ở nhà, nếu không thì giờ chắc là anh phải tìm chỗ trốn để bớt xấu hổ rồi. Tôi nằm nghỉ ở ghế, Hải đi lên nhòm nhòm vào cổ tôi xem có phải là máu gà không. Rồi thấy tôi không bị thương ở đâu cả, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ly ơi, em có ổn không thế? Nằm nghỉ một lúc, người tôi đã hồi lại, tôi khẽ cười. Em ổn ạ, anh bắt được nó chưa? Con gà trống đó hả? Dạ vâng. Hải nhìn tôi xót xa. Vì con gà đó, em ra nông nỗi này ư? Không mổ được thì để đó, anh dạy anh mổ cho. Sẽ phải cố làm như vậy
để mệt lả ra cả người thế này chứ. Anh lại cứ tưởng có thằng trộm nào đột nhập vào đây. Tôi khẽ cười. Vậy em muốn thịt gà để nấu cháo cho anh đấy. Anh đang bị ốm mà. Hải cau mày nhìn tôi. Em ngốc vừa thôi. Không biết làm thì cứ mang gà ra quán người ta mổ cho. Đưa cho người ta mấy chục ngàn là xong mà. Nhưng mà em muốn tự làm để nấu cho anh ăn cơ mà. Hải thở dài. Thôi được rồi. Em muốn làm thế nào cũng được. Nhưng giờ thì em lên giường nằm nghỉ đi. Để vụ gà đó anh lo cho. Nhờ có em mà nhà ăn của nhà mình giờ tan tành hết rồi đấy. Tôi cảm thấy ngại quá cúi mặt xuống. Em xin lỗi, tất cả là do em. Đếm xuống dọn dẹp. Thôi anh xin em đấy. Em lên giường nằm nghỉ một lúc đi. Chưa dậy là mọi thứ xong xuôi hết. Nào lên giường đi công chúa của tôi. Trời ơi, anh ấy gọi tôi là công chúa kìa. Tôi là công chúa, vị hoàng tử là anh ấy ư? Trời ơi, sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc thế này. Người cứ lâng lâng bồng bềnh, còn hồn thì bay thẳng lên tận chẳng tầng mây xanh. Mặt mũi thì đờ ra, rồi cứ đứng ngây ra nhìn Hải. Này, em làm sao thế hả Ly? Tôi cười ánh mắt lim sim. Em có sao đâu ạ? Hải cau mày. Lên giường nằm mau lên, đừng để anh phải cáu lên. Dạ vâng. Tôi leo lên giường nằm, Hải đắp chăn cho tôi, rồi đi xuống dưới nhà ăn. Bởi vì hạnh phúc quá nên tôi nằm mơ về câu chuyện tình yêu của nàng công chúa. Tôi tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện tình cảm lãng mạn của công chúa và hoàng tử. Phải một lúc sau tôi mới ngủ được. Tới trưa tôi tỉnh giấc và đi xuống nhà bếp đã được dọn sạch sẽ. Một con gà luộc chín đang nằm ở trên bàn chờ nguội để chặt ra đĩa. Còn Hải thì đang nấu cháo gà thơm ngon lan tỏa khắp nhà. Trời ơi, hoàng tử của tôi đã làm hết những công việc này ư? Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn khéo tay thế này. Tôi cảm thấy đau tim quá. Em về trong người thế nào rồi? Tôi còn mải ngắm nhìn anh không nghe thấy gì cả. Hãy quay lại nhìn tôi và hỏi lại. Ly, trong người em thế nào rồi? Tôi mới giật mình. À, em khỏe rồi ạ. À? Tụi tay anh dọn dẹp hết hay sao? Ừ, anh làm hết đấy, không có tệ đâu. Làm gì mà em ngạc nhiên thế? Tôi gãi đầu. Dạ, em không nghĩ một người hoàn hảo như anh lại tự tay vào bếp làm những việc này đâu. Em thấy bất ngờ quá đấy anh ạ. À? Hải cười. Trước anh ở bên Mỹ, một mình anh phải tự làm tất cả những công việc này đấy. Nên em đừng có nói là anh là người hoàn hảo nữa nhá. Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu. Ơ, sao anh lại nói như vậy ạ? À? Thôi ngồi xuống đi, mình ăn cháo nhá. Bà nội vừa gọi đấy. Trưa nay bà và bác ăn cơm bên nhà chú rồi. Dạ vâng ạ. À. Tôi và Hải ngồi ăn cháo. Đây là bữa trưa tuyệt vời nhất kể từ khi tôi bước chân về đây. Và hôm nay, sau cái vụ anh khiêu chiến đánh nhau với con gái trống, anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với tôi rồi, không còn cộc cằn như trước nữa. Ăn cháo xong anh đi gọt hoa quả cho tôi ăn nữa. Tôi ngồi vừa ăn được miếng táo thì anh có điện thoại. Nhìn màn hình là Hà Anh gọi. Anh vội vàng để con dao xuống và cầm điện thoại nghe. Ơi anh đây. Anh ơi, em buồn quá. Em buồn chuyện gì thế? Nói với anh được không? Chị Hà Anh cứ khóc nức lên. Anh Hải và dỗ dành mãi, chị ấy mới thôi khóc. Rồi Hải động viên chị ấy và họ hẹn tới thứ bảy này sẽ gặp nhau. Anh Hải còn hẹn chủ nhật sẽ đưa chị ấy đi chơi. Vậy là anh Hải sẽ ở bên chị ấy hai ngày cuối tuần này sao? Tôi cảm thấy hơi buồn và thấy mình đang ghen. Nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen bây giờ, khi tôi chỉ là một cô vợ giả. Tôi ngồi im lặng và suy nghĩ. Tôi tự vả vào mặt của mình một cái. Hải nói chuyện với người yêu xong, anh lại gọt táo tiếp. Em ăn đi, ăn nhiều vào nhá. Tôi gật đầu. Vâng. Ăn táo xong tôi định lên phòng nằm thì bà nội và bác tôi đi chơi về. Vừa đi vào bà nội mắt tròn xoe. Ly ơi, con thịt gà xong xuôi rồi hả con? Hải cười cười trả lời hộ tôi. Vâng ạ, à, nội ăn cháo gà nhá, ngon lắm đấy nội. Nội tưởng tôi làm hết mọi thứ, nội cứ gật đầu ưng ý. Nội tôi còn gọi bác xuống mỗi người ăn thêm một bát nữa. Đang ăn, nhân viên giao hàng mang đồ đợi tối. Nội mới ngạc nhiên hỏi. Hải ơi, người ta mang đồ gì đến thế con? Dạ, con thấy đồ đạc trong bếp cũ hết rồi, con đặt mua đồ mới đó nội. Nội mắt tròn xoe ngạc nhiên. Ơ, đồ mới hết cả con? Sao lại thay hết như thế hả con? Hải bóp vai nịnh nội. Vẫn mới nhưng mà lâu lâu mình cũng phải mua đồ mới để ủng hộ cho những người bán đồ chứ nội. Nếu không thì người ta bán cho ai? Con nói có đúng không hả nội? Nội thì cứ tò mò hỏi Hải hết cái nọ đến cái kia. Tôi thì cảm thấy xấu hổ quá nên tôi đi lên phòng đóng cửa lại. Sáng thứ bảy Hải dậy từ sớm. 5 giờ sáng tôi đã thấy Hải dậy. Anh tắm rửa sạch sẽ, đứng chải chuốt trước gương. Tôi mới tỉnh giấc. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng nào để dậy sớm cả. Đúng là có hẹn với người yêu có khác. Dậy sớm chải chuốt để đi hẹn hò đây mà. Thế tôi tỉnh giấc, Hải nói. Anh đi nhá. Tôi mới thở dài. Bao giờ anh về? Sáng thứ hai, anh về anh mua quà cho. Không cần đâu, chúc anh chị đi chơi vui vẻ nhá.
Ừ, cảm ơn em. Hải đi đón Hải Anh chị ấy về nhà ngoại từ ngày thứ bảy và chủ nhật, nên Hải tranh thủ đưa chị ấy đi chơi bù cho những tháng ngày xa cách. Bà nội gọi tôi dậy để đi chợ, nhưng tôi muốn dậy tôi cứ nằm lì ra đó. Bà lại gần tôi hỏi: Ly ơi, con mệt à? Vâng, con cảm thấy hơi mệt, tôi đi chợ một mình nhé. Ừ, con mệt thì cứ nghỉ đi, tôi đi một mình cũng được mà. Thân cháo không? Nội mua cháo cho nhé. Không, con muốn ăn phở cơ. Con ghét cháo rồi, đặc biệt là cháo gà, con rất ghét. Ờ được rồi, phở bò nhé. Nội đi ra ngoài rồi, nội chạy và quay vào nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Hay là con có thai hả? Nội thấy con dạo này xanh xao lắm đấy Ly à. Con giật mình khi nghe nội hỏi như vậy. Không không, con không có thai đâu ạ. Con đi khám chưa mà nói như vậy chứ? Hai đứa lấy nhau cũng một tháng rồi, có thai là chuyện bình thường mà con. Tôi mới thở dài. Con không có thai mà nội. Thôi nội đi chợ đi, không lại muộn không mua được đồ tươi ngon đâu ạ. Ở nội đi đây, con nằm nghỉ đi nhá. Tôi mới nằm ỉ ra đó. Hải đi gặp người yêu nên tôi buồn không muốn dậy. Nội đi chợ về, mang phở bò lên phòng cho tôi, gọi tôi dậy ăn nhưng mà tôi không muốn dậy. Ly ơi, dậy ăn phở đi con, lát nguội là không ngon đâu con. Tôi mới thở dài. Con không muốn ăn đâu nội. Ok con bé này, lát để nó trương phỉnh lên sao, dậy cố ăn vài miếng đi con. Nội nói nhiều quá, tôi mới ngồi dậy. Tự dưng mùi thịt bò mới nồng lên, xộc thẳng vào mũi của tôi, làm tôi buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe luôn. Nội thấy vậy mới tròn xoe mắt lên. Đúng thật rồi, con có thai thật rồi con ơi. Đúng là tin mừng đấy. Trời ơi bà thương, bà thương. Có thai cái là ốm nghén luôn chứ. Con thấy khó chịu lắm có phải không? Ngày xưa mẹ chồng con cũng như vậy đó, nghén ngẩm khổ sở lắm. Tôi nôn xong hoa hết cả mặt, choáng hết cả đầu. Bà nội thì cứ sốt sắng hỏi han xem tôi thích ăn gì để bà mua cho. Tôi mới nhăn nhó: Nội ơi, con không có thai đâu ạ. Con mệt đến như vậy thôi, làm sao mà có thai được chứ. Tôi nôn xong hoa hết cả mắt lên, choáng hết cả đầu. Bà nội thì cứ sốt sắng hỏi han xem tôi thích ăn gì để nội mua cho. Tôi mới nhăn nhó: Nội kỳ thật đấy, con có thai đâu ạ. Con mệt nên con mới vậy thôi, làm sao mà con có thai được khi... Tôi chợt dừng lại vì nhớ ra là mình không được nói lung tung lộ hết. Nội mới hỏi: Thế tại sao lại không thể có thai được khi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh? Ngày trước lúc mẹ chồng con chữa thằng Hải cũng như bây giờ đấy. Con mắt nhìn người của nội chuẩn lắm, không lệch được đâu. Nội đưa con đi khám nhé. Tôi nói là mình không có thai rồi, nhưng nội cứ không tin tôi. Nội cứ nói là tôi giấu nội. Tôi mệt nên không muốn giải thích thêm nữa. Giờ nội muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Dù nội có nói thế nào đi nữa, tôi cũng không thể có thai được. Thậm chí tôi và Hải còn chưa nắm tay lần nào, thì có thai bằng niềm tin à? Đến chiều tôi và nội đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị nấu cơm thì Hải về. Mà không phải là anh đi về một mình đâu, anh về cùng với chị Hà Anh. Tôi và nội vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hải đưa chị Hà Anh về. Hà Anh lễ phép chào: Con chào nội. Nội tôi vốn không ưa gì Hà Anh cả, nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình thường. Ừ, Hà Anh đấy à? Dạ, lâu rồi không gặp, nội có khỏe không ạ? Ừ, nội vẫn thế, còn con, chồng và con gái của con có khỏe không? Bà cố ý nhắc tới chồng và con gái của Hà Anh để chị ấy nhớ là mình là người đã có chồng, có con rồi, khiến Hà Anh xây sẩm cái mặt xuống rồi cô gật đầu. Dạ, chồng và con gái của con vẫn khỏe nội ạ. Rồi sau đó bà nội và Hà Anh ngồi nói chuyện với nhau. Hà tranh thủ tới công ty giải quyết công việc. Tôi thấy mình là người thừa nên tôi đi nấu cơm, thì nội liền ngăn tôi lại. Cái ly cứ để đó, không phải nấu nướng gì đâu. Người đang nghén ngẩm thế này còn đi nấu nướng cơm sao? Hà Anh nghe nội nói như vậy, chị ấy vô cùng ngạc nhiên. Chị ấy nhìn tôi chằm chằm và hỏi: Đi có thai ư? Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì nội nhanh mồm hơn tôi. Nội nói: Ừ, nó đang có thai đấy. Thằng Hải nhìn vậy mà chiều vợ lắm. Lúc biết vợ nó mang thai, nó lại càng chiều vợ nó hơn. Nội nói như vậy là nội cũng có mục đích của nội. Nội muốn nhắc nhở Hà Anh rằng Hải rất thương tôi, để chị Hà Anh biết suy nghĩ mà rời xa Hải. Hà Anh mặc dù biết Hải và tôi là vợ chồng giả, nhưng nó lại nghe tôi nói là tôi có bầu, khiến cho chị ấy đang cảm thấy hoang mang, bắt đầu nghi ngờ Hải. Chị ấy nghĩ, có khi nào Hải nói dối mình không? Tôi vào bếp nấu cơm, nhưng bà nội không đồng ý. Bà lôi tôi lên gác nằm: Bà ơi, để cháu nấu cơm đi ạ. Không, trời sắp tối rồi đó bà. Chả cơm nước gì hết, kệ chúng nó đi. Cháu vào nằm chơi đi, bà cũng về phòng nằm đây. Hôm nay bà cháu mình không có làm gì hết.
Nhưng mà hôm nay nhà mình có khách mà bà. Thôi để cháu xuống cơm nước đi ạ. Không chị ấy lại cười cháu. Có mỗi việc nấu cơm mà cũng không làm được. Bà nội cau mày nhìn tôi. Ai cho phép nó cười cháu chứ? Nó mà cười cháu, nội sẽ vả vào mặt của nó. Nó nghĩ nó tốt bụng lắm sao? Có chồng có con rồi còn bám với thằng Hải. Cái loại không ra gì đó có tư cách gì để mà cười cháu chứ? Nội cứ nói rõ to làm tôi sợ. Kìa nội, nó nói nhỏ thôi, chị nghe thấy bây giờ. Bà nói đúng mà, nội chả sợ nó. Nó biết thì càng tốt. Nghe đi mà ngẫm lại, nội xem nói có đúng không nhá. Thôi con xin nội, nội không nói nữa. Chuyện này mình nói sau nha. Ờ, thê vào phòng nghỉ đi. Tối nay hai nội cháu của mình đi ăn nhà hàng nhá. Chả phải hầu ai hết. Để xem nào, bao giờ nó mới chịu vi về đây. Hãy ngồi ở phòng khách một mình. Mặc dù cô là khách, nhưng bà nội không thèm tiếp. Khát nước thì cô tự đi mà lấy. Đói bụng cũng không có gì ăn. Bếp vẫn lạnh tanh. Mãi 6 giờ tối, bố mẹ chồng tôi mới về. Thấy Hà Anh ngồi một mình ở phòng khách thì mới hỏi. Hai anh tới chơi hả cháu? Dạ vâng, hai bác mới về ạ. Thế bà nội với Ly có nhà không hả cháu? Dạ có, ở trên gác ấy bác. Bà Hoa ngạc nhiên. Ơ, ở nhà sao không nấu cơm nấu nước gì nhỉ? Cả cái Ly nữa, sao không có cơm nước gì thế? Bà Hoa lên phòng, bà nội và gọi. Mẹ ơi, mẹ. Sao thế? Mẹ mệt ạ? Ờ, váng đầu. Thế mẹ uống thuốc chưa ạ? Uống rồi, cái Ly nó cũng đau đầu nên không có nấu cơm được đâu. Con xuống bảo cái Hà Anh rảnh quá thì nấu hộ đi nhá. Đừng có vào làm phiền cái Ly để nó nghỉ ngơi. Dạ vâng, con nhớ rồi, mẹ cứ nghỉ đi ạ. Bà Hoa vội đi xuống nhà mở tủ lạnh ra lấy thức ăn, sắn tay lên nấu nướng. Hà Anh cứ nằm ở phòng khách nghịch điện thoại, cũng không có xuống phụ bà Hoa một lúc. Một lúc sau, Hải về, thấy mẹ nấu cơm thì anh liền nói. Cả nhà mình hôm nay ra nhà hàng ăn nhé mẹ, mẹ không phải nấu đâu ạ. Bà Hoa định dừng lại không nấu nữa thì Hà Anh khẽ nói. Không được đâu anh à, giờ thấy em xuất hiện là họ sẽ chụp hình em đăng lên đấy. Mà đăng lên ý, thì lộ hết anh à. Em và anh không thể đến những nơi như thế được. Mặt Hải thoáng buồn. Ừ, anh quên. Bà Hoa lại tiếp tục nấu nướng, giờ gọi ship thêm vài món ngon nữa. Hà Anh cũng không thèm ra phụ bà một việc gì cả. Vì tôi nằm trên phòng rồi nên Hà Anh và Hải ngồi phòng khách. Đến nhà bạn trai chơi có bố mẹ bạn trai ở đó mà anh không ý tứ gì hết. Cứ nằm gối đầu lên đùi của Hải ngay tại phòng khách luôn. Bố mẹ Hải thì không thích đâu, nhưng vì Hà Anh mới tới chơi nên ông bà không muốn nói. Chẳng lẽ cô vừa mới tới lại đuổi cô đi luôn sao? Bà Hoa vừa nấu cơm vừa lườm. Con gái còn lứa hư thân mất nết, có chồng có con rồi cứ tới nhà bạn trai ăn nằm ưỡn ra. Thấy ghét. 7 giờ tối bà nội gọi tôi để hai bà cháu đi ra quán ăn. Đi xuống phòng khách nhìn thấy Hà Anh đang nằm trên gối đùi của Hải. Nội ngứa mắt nói. Đây là phòng khách nhà bà đấy cháu ạ. Cháu có ý một tí, kẻo ai đó tới lại bảo là bà và bố mẹ thằng Hải không dạy được con được cháu. Hà Anh vội ngồi dậy. Dạ cháu xin lỗi. Hải có đỡ lời cho người yêu. Nội à, cô cũng như là con cháu trong nhà của mình mà. Nội đừng nói cô ấy như vậy. Bà nội nhìn tôi rồi nói. Cái Ly mới là con cháu của bà. Chính bà đó nói về đây danh chính ngôn thuận. Còn những người không mời mà tới, bà không có hàng gì hết nhá. Hà Anh tức lắm. Chị ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng mặc kệ, vì việc này không có liên quan tới tôi nên tôi không quan tâm làm gì cho mệt xác cả. Mẹ chồng tôi mới đi lại gần và nói. Nội dậy rồi ạ. Con nấu cơm rồi mình đi ăn nha nội. Ly ơi, con ra dọn cơm để nhà mình ăn cơm nha con. Nội liền kéo tay ra cửa. Thôi, nội cháu tôi đi ăn quán đi. Ở nhà ăn để mà hầu mấy người sao? Ai thích hầu thì cứ đi mà hầu hạ chúng nó. Còn nội cháu tôi không bao giờ nhá. Ơ kìa mẹ, con nấu xong cả rồi mà. Mẹ ơi, mẹ. Không mẹ con gì hết, đi thôi Ly, nội cháu mình đi. Dạ. Tôi và nội đi ra với taxi và nhà hàng ở gần đó ăn. Nội tôi rất nhiều tiền nên nội bao tôi hết. Nội cứ kể chuyện nội thời trẻ cho tôi nghe, để tôi bớt buồn chuyện anh Hải và chị Hà Anh đi chơi. Hai bà cháu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bà Hoa dọn cơm ra bàn rồi vào gọi. Hai đứa ăn cơm đi, Hải lên gác gọi bố đi. Hải lên gác rồi Hà Anh mới khẽ nói. Con tới mà nội không ở nhà ăn cơm, nội kỳ thật đấy. Bà Hoa liền nói. Nếu không vì nghĩ tới thằng Hải thì bác cũng ra quán ăn rồi, chứ không phải riêng gì nội đâu. Bác có ý gì vậy ạ? Hay là bác đang đuổi khéo cháu? Hải đi xuống nghe thế vậy thì liền vội nói. Thôi thôi em đừng nói nữa, mẹ không có ý đó đâu, nhà mình đi ăn đi. Bà Hoa thở dài.
Thôi mẹ không muốn ăn nữa, mẹ vào phòng đây. Ông Khang thì nhăn mặt. Thôi mình à, mình ăn cơm đi, đừng có như vậy mà. Em không muốn ăn. Ông Khang đi theo bà Hoa vào phòng rồi nịnh vợ. Hai vợ chồng mình đi ra ăn ngoài nhá, anh đói quá. Bà Hoa gật đầu đồng ý. Vâng, thế mình đi luôn nhá. Em mà biết nội với cái ly không ăn cơm ở nhà, em cũng chẳng thèm nấu rồi, mệt cả người. Em đừng có cáu mà giả xấu đấy. Vợ chồng mình ra ngoài ăn rồi đi xem phim đi. Cũng lâu rồi mình chưa đi xem phim em nhỉ. Bà Hoa cười tít cả mắt. Vâng, đi thì đi, nhưng xem phim Hàn Quốc lãng mạn đấy nhá. Em không thích phim võ thuật đâu. Được rồi, để em chọn đấy. Hải và Hải Anh ngồi ăn cơm một mình. Nhìn thức ăn nhiều quá, Hải mới ngao ngán. Nhiều đồ quá mà mọi người ăn không ăn cơm ở nhà, mình sao mà ăn hết nổi đây. Hải Anh thở dài. Thế anh định thế nào đây? Rẽ mà đây rồi mà mọi người cứ thái độ với em như vậy, em làm sao mà chịu nổi chứ. Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với mọi người. Việc em cần làm là ly hôn với chồng đi, để chúng ta có thể công khai đến với nhau. Chứ cứ lén lén lút lút như bây giờ anh không thích đâu. Vâng, em biết rồi, em sẽ ly hôn với thằng già đó. Còn anh cũng lo giải quyết chuyện hôn nhân hợp đồng của anh với Ly đi. Cứ để nó ở chung phòng với anh như vậy em không có yên tâm đâu. Ừ, anh biết rồi, chỉ là bàn hợp đồng thôi mà. Thế giờ muốn đưa em ra ngoài chơi cũng không được sao? Hà Anh lắc đầu. Không được đâu, em là diễn viên mà. Giờ ra ngoài là người ta để ý ngay. Giờ họ sẽ chụp hình chúng ta tung lên mạng. Nếu mà để cái thằng già chồng em nó biết ấy, nó điên lên, rồi nó không cho em nuôi con thì em chết. Nên bây giờ em sẽ ở yên đây thôi, để ly hôn xong rồi tính anh ạ. Hải gật đầu nhưng mà trong lòng anh thấy không vui. Anh không thích cái cảnh yêu lén lút thế này, và anh không muốn bị coi là kẻ phá hoại gia đình nhà người khác. Hải và Hanh ăn cơm xong rồi ngồi nghỉ chán chê, nhưng Hà Anh không muốn cất dọn rửa bát. Cô nhìn Hải cười. Sao không thuê giúp việc với anh? Giờ ăn no bụng rồi, em chỉ muốn đi nằm thôi, chứ không muốn rửa bát đâu. Tại bà nội và mẹ cứ muốn tự làm nên anh không thể làm gì khác được. Em cứ chịu khó một tí nhá, anh sẽ dọn phụ giúp em. Hai người làm một lát là xong thôi mà. Hà Anh xị cái mặt xuống. Không, rửa bát để mà hỏng móng của em à? Cứ để đó đi, lát mẹ về mẹ rửa dọn, em không dọn đâu. Nói xong Hà Anh đi ra phòng khách ngồi uống nước. Hải không biết phải nói gì với Hà Anh nữa, vì anh cũng biết cô là diễn viên, cô sẽ chẳng bao giờ động tay vào việc gì cả. Anh thở dài tự cất dọn một mình. Hà Anh thấy vậy thì liền nói. Anh thích thì anh cứ tự dọn đi, mà ngày mai anh thuê người giúp việc đi, bỏ ra vài triệu một tháng thôi là khỏe người. Bà nội với mẹ lạc hậu quá rồi. Hải không nói gì, anh lặng lặng rửa bát. Anh muốn rửa nhanh cho xong, vì anh sợ lúc anh đang rửa bát thì mọi người về thấy anh như vậy, mọi người sẽ cười anh. Nhưng ngay lúc đó cả nhà cùng về một lúc, vừa nhìn thấy Hải đang rửa bát, bà nội la lên. Hải ơi, con làm cái gì thế này? Hải giật mình quay lại, thấy mọi người anh ngại lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Mọi người về rồi ạ? Nội lử mắt nhìn Hải. Sao con phải rửa bát làm gì cho mệt người hả? Cứ đem hết vào thùng rác đi, khỏi phải nấu nướng làm gì cho mệt con ạ. Hải cười gượng. Thôi mà nội, con dọn một lúc là xong thôi mà. Mẹ chồng tôi thở dài. Đẻ nó ra nuôi nó lớn, nhưng đã bao giờ nó rửa bát giúp mẹ nó chưa? Thế vậy mà hôm nay nó làm cho một người dưng như thế, đúng là đau lòng thật đấy. Tôi nhìn Hải rửa bát không đành lòng, tôi lại nói. Để em làm cho, anh ra ngồi chơi với chị Hà Anh đi. Ngay lập tức bà nội kéo tôi đi. Kệ nó đi con, nó thích làm cứ để nó làm đi. Con lên gác nghỉ ngơi, nó ăn được thì nó dọn được. Mình hơi đâu mà lo mấy cái chuyện bao đồng hả con? Nhưng mà... Nhưng cái gì, con lên gác ngay, kệ chúng nó. Đội kéo tôi đi thẳng, còn bố mẹ chồng tôi cũng đi về phòng luôn. Không ai thèm nói chuyện với Hà Anh cả. Hải rửa bát xong ra bảo Hà Anh. Em vào dọn phòng đi, để anh đi lấy gối ga mới nhé. Hà Anh xị mặt ra. Em không ở cái phòng đó đâu. Phòng đó lâu chẳng có ai ở, cứ hôi hôi kiểu gì. Sao mình không lên phòng của anh ngủ rồi đuổi con Ly đi? Không được đâu, để Ly ở phòng đó đi. Anh và em xuống dọn phòng kia cũng được mà. Bà nội và bố mẹ của anh không đồng ý thì mình đừng có gây sự thêm nữa, không mọi chuyện càng phức tạp hơn đấy. Nhưng em không thích, em muốn ở phòng con Ly đang ở cơ. Hải gắt lên. Hà Anh, em đừng có như vậy nữa được không? Anh mệt mỏi lắm rồi đấy, em đừng gây chuyện nữa, thôi mình đi dọn phòng đi. Hà Anh cũng gắt lên. Thuê người giúp việc thì không thuê, rồi làm gì cũng đến tay, mắc mệt. Hải cười nhạt. Thế em nghĩ rằng anh thích làm những việc này lắm sao? Nếu em không phải là diễn viên nổi tiếng thì mọi chuyện đã khác rồi.
Chúng ta đàng hoàng ra đường mà không sợ ai biết. Chúng ta thuê khách sạn ở cho nhàn cái thân. Nhưng bây giờ thì sao hả? Em thậm chí còn không dám thò mặt ra ngoài, khỏi sợ bị lộ. Em không dám ra đường cùng với anh. Chúng ta lúc nào cũng lén lén lút lút. Em sợ chồng em biết, có đúng không? Sao không dám công khai với anh đi? Em nói sẽ ly hôn với chồng của em, rồi em công khai đi, em có dám không? Anh có thô đi không hả? Em sẽ ly hôn mà, anh phải chờ em chứ. Mới có vậy mà anh đã nản rồi sao? Anh vẫn chờ. Anh chờ em 2 năm rồi đấy. Giờ anh vẫn chờ em đó thôi. Nhưng thái độ lấp lửng của em làm anh thấy mệt mỏi. Anh muốn mọi chuyện rõ ràng minh bạch, em có hiểu không hả? Hải và Hà Anh nói to lắm. Tôi ở trên phòng nghe rõ luôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi thay cho Hải. Đúng là khi yêu vào, người ta mất hết lý trí vậy đó. Và tôi biết bây giờ Hải đang rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy hương thương Hải, nhưng không biết phải làm sao để giúp anh. Chỉ mong anh luôn tỉnh táo để không bị rơi vào tình thế khó xử. Bà nội thấy Hải và Hà Anh nói to với nhau thì bà thò cổ xuống bảo: "Bé cái mồm thôi, cho tôi còn ngủ nào. Anh chị muốn cãi nhau thì ra đường mà cãi nhau, đừng cãi nhau ở nhà tôi." Hà Anh biết mình không thể ra ngoài vào lúc này nên cô im lặng đi vào phòng quét dọn. Còn Hải thì đi lấy ga gối mới. Bà nội gọi Hải vào: "Có thay ga gối xong ấy thì lên phòng với cái ly nhá. Để cái anh ngủ đó một mình đi. Nội vẫn còn sống đây, nhưng con sống tử tế chút đi. Bao giờ nội chết rồi, lúc đó con muốn làm cái gì thì làm cũng được nhá." Hải cảm thấy khó xử. Anh không biết phải nói thế nào để bà nội hiểu nữa. Tiếng Hà Anh gọi ở dưới: "Hải ơi, anh làm cái gì mà lâu thế?" Bà nội liền giằng lấy chăn gối từ tay của Hải và nói: "Để nội xuống ngủ cùng với nó, con về phòng với cái ly đi, nhanh lên." "Thôi thôi, để con mang xuống đó đi. Nội cứ về phòng ngủ đi nội." Bà nội lử mắt: "Tôi bảo con về phòng với cái ly cơ mà, nói con không nghe có phải không? Nếu con không nghe lời của nội thì con đưa Hà Anh ra khỏi nhà đi. Từ giờ bà sẽ không coi như có đứa cháu như con." Hải dù có thương Hà Anh đến đâu, anh cũng không thể vượt qua được ánh mắt của nội. Anh đồng ý để nội xuống ngủ cùng với Hà Anh. Hà Anh ở dưới phòng lâu không thấy Hải xuống, cô cứ lầm bầm: "Đi lấy ga gối gì mà lâu thế không biết." Nội lững thững đi vào: "Nội đây." Hà Anh giật mình: "Ơ sao là nội, anh Hải đi đâu rồi ạ?" "Nó về phòng ngủ với cái ly rồi. Nó ngủ với vợ nó chứ. Để nội lồng ga cho con nhé." Hà Anh tức sôi cả máu lên: "Sao anh ấy dám để con một mình như thế này chứ? Rồi anh này xuống đây cho con đi." "Thế con ngủ một mình thì làm sao nào?" Hà Anh mới hạ cái giọng xuống: "Con sợ ngủ một mình lắm. Lại lại nhà nữa, con sẽ không ngủ được đâu." "Nó ngủ rồi. Nếu mà con sợ ấy, nội ngủ đây với con." Hà Anh mới vùng vằng: "Con không thích ngủ cùng với nội đâu. Nội biết rõ là như thế mà nội vẫn cố tình sao ạ?" Nội bình thản trả lời: "Thế con nghĩ nội thích ngủ với con sao? Chẳng qua là nội muốn cái nhà này được bình yên thôi. Giờ thì đi ngủ nhá. Đúng là khách quý, mỗi lần tới chơi là phải kèm như là kèm kem thế này." "Con không hề bắt nội phải kèm con. Nội cứ thích thèm kèm con đấy chứ." "Nếu mà không kèm để con muốn làm gì thì làm á, thì cái nhà này á nó còn có nóc con ạ. Bản thân con đã có chồng có con rồi, suốt ngày dây dưa với thằng Hải làm cái gì không biết. Trước thằng Hải nó chưa lấy vợ thì không nói làm gì, nhưng giờ nó có vợ con rồi, con không có lòng tự trọng sao? Nói nhẹ không nghe, có thích người ta chửi thẳng vào mặt cơ." Hà Anh bật cười: "Vì anh Hải yêu con nên con mới dây dưa như vậy đấy. Nội nghĩ anh Hải cưới Ly là vì tình yêu hư? Nội nhầm to rồi. Hải và Ly chỉ là vợ chồng giả thôi nhá. Một đám cưới giả cùng bản hợp đồng hôn nhân tạm thời 1 năm thôi. 1 năm nữa hết hạn, con Ly sẽ cút khỏi đây cùng 1,5 tỷ. Nội bớt ảo tưởng đi nội." Bà nội vô cùng hoang mang khi nghe Hà Anh nói như vậy. Bà mới trừng mắt: "Cô vừa nói cái gì hả? Đám cưới giả ư?" Hà Anh cười nhếch mép: "Nội không tin ấy, nên hỏi anh Hải đi. Để xem có phải là con nói linh tinh không nhá. Con nói rồi, người anh yêu là con. Con Ly chỉ là vợ hờ của anh ấy thôi." Bà nội sốc lắm. Vậy là hơn 1 tháng nay bà bị lừa. Bà ngồi xuống giường lặng im suy nghĩ. Nhưng thay vì nổi giận lên gọi Hải và Ly dậy để chất vấn, thì bà lại bình tĩnh và đi ngủ, không có động tĩnh gì. Hà Anh thấy bà nội lên giường nằm như không có chuyện gì thì cô ta ngạc nhiên, bởi vì cô ta đang nghĩ trong bụng rằng khi bà nội biết sự thật, bà sẽ lao lên gác gọi Hải và Ly dậy để hỏi đầu đuôi câu chuyện, và Ly sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay và luôn. Nhưng Hà Anh lại bị thất vọng, bởi vì bà nội không hề tức giận hay nói năng gì cả. "Nội, nội biết sự thật động trời như vậy mà nội vẫn bình chân như vậy thế này ư? Thế theo cô tôi phải làm gì đây? Con tưởng là nội phải nên hỏi cho ra nhẽ rồi tống cổ con Ly ra khỏi nhà chứ.
sao nội vẫn bình thản như không vậy? Bà nội thở dài. Mặc dù nó chỉ là một đứa cháu dâu giả của tôi, nhưng tôi vẫn thấy thương nó hơn cái loại người như cô đấy. Cô là mẹ rồi mà cô bỏ mặc con của mình để chạy theo người khác thì cô còn xấu xa, đáng trách hơn cả cái Ly đấy. Thôi đi ngủ đi, lại nhảy nhiều váng đầu. Hà Anh tức lắm, nhưng vì có bà nội ở đó nên cô không làm gì được. Lên giường nằm, nhưng Hà Anh vẫn cứ chằn trọc, không ngủ được. Cô ta cứ lăn qua lăn lại, làm bà đậu nội khó ngủ. Bà quay sang gắt lên. Cô không ngủ thì cô phải nằm im đi chẳng để cho người khác ngủ chứ. Người gì mà một chút ý thức cũng không có như vậy. Rồi Hà Anh tò mò hỏi, thế sáng mai đội xử lý chuyện này thế nào ạ? Nội bình thản trả lời, tôi chả làm cái gì cả. Nếu mà là hôn nhân hợp đồng thì cứ để tác hợp cho chúng đi. Hết hợp đồng chúng nó tự bỏ nhau, thế thôi. Tôi chả bận tâm nữa, kệ chúng nó, muốn làm cái gì thì làm. Ơ kìa nội, nội bị lừa như vậy mà không có ý kiến gì sao? Đáng lẽ nội phải làm mọi chuyện lên chứ, rồi đuổi con Ly đi chứ nội. Tôi chả quan tâm, để hết một năm chúng nó tự giải tán. Bận tâm làm gì cho mệt người ra. Ngủ đi, đừng có nói nhiều làm gì nữa, váng hết cả đầu. Hà Anh tức lắm, nhưng mà thái độ của bà nội cứ bình thản như thế thì cô biết phải làm sao đây. Cô thở dài và nhắm mắt vào ngủ. Bà nội thì miệng nói vậy thôi chứ trong lòng của bà đang suy nghĩ nhiều lắm. Bọn này giỏi thật đấy, dám lừa mình. Bọn nó làm vợ chồng giả để lừa mình vậy, sao mình không biết biến vợ chồng giả thành vợ chồng thật để bọn nó thành vợ chồng thật luôn nhỉ? Giờ bà nội nằm suy nghĩ xem sắp tới bà phải làm thế nào để thực hiện kế hoạch của mình thành công một cách hoàn hảo nhất. Mấy đứa còn non và xanh lắm, cứ lừa nội đi. Mai kia giải quyết xong cái Hà Anh này, nội mới xử đẹp hai đứa. Hai đứa cứ chờ mà xem. Hải nằm im trên ghế sofa, mắt anh nhắm như đang ngủ. Nhưng tôi không biết anh ngủ. Tôi mới ngồi dậy nói, anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Hải mở mắt ra nhìn tôi, em chưa ngủ à? Nói chuyện với nhau một lát đi anh. Ừ. Tôi và Hải ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau. Hải thấy ngại với tôi, anh xin lỗi vì để em rơi vào hoàn cảnh này. Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi mới thở dài, anh không có lỗi mà. Lỗi là do em mê tiền, mê trai đẹp. Em tự đẩy mình vào hoàn cảnh này thôi, nên anh không cần phải cảm thấy áy náy với em đâu ạ. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy áy náy lắm. Anh xin lỗi em. Thôi được rồi, lần này chị về đây luôn à anh? Mà em dọn ra khỏi nhà ngay nhé. Bật hợp đồng 12 tháng giờ sửa lại thành 40 ngày cũng được anh ạ. À, em thấy người có lợi trong vụ này là em ấy chứ. Làm vợ hờ 40 ngày mà mang về hẳn 1,5 tỷ. Làm gì có vụ kinh doanh nào mà lời to như vậy đâu anh. Nhưng anh chưa nghĩ ra nói với bà nội thế nào đây. Lúc đầu anh nghĩ là một năm nữa Hà Anh mới về cơ, nhưng cô ấy lại về sớm hơn, nên anh chưa có sự chuẩn bị nào cả. Hay là em cứ từ từ vài bữa cho rồi dọn đi nhé. Thế cũng được, em cũng không vội mà. Anh cứ giải quyết êm xuôi chuyện của anh đi, rồi em sẽ đi. Yên tâm đi, em không bao giờ xía vào chuyện của anh và chị Hà Anh đâu. Cảm ơn em nhé. Không phải cảm ơn em đâu, từ bây giờ anh không còn nhiều chuyện lắm đấy. Cố lên nhé. Tôi và Hải nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi và Hải khá là hiểu nhau, nên chúng tôi không khó được vượt qua chuyện này. Buổi sáng bà nội dậy tập thể dục, Hà Anh cũng bị tỉnh giấc sớm. Cô dậy và đi lên phòng tìm Hải. Đứng ở ngoài cửa, Hà Anh lẩm bẩm, hai người ở chung phòng như thế, ai dám đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Mà có không xảy ra thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ để lâu chắc chắn là sẽ có chuyện. Khó chịu thật đấy. Rồi Hà Anh gõ cửa. Tôi không ngủ nên ra mở cửa. Chị dậy rồi sao? Anh Hải đâu rồi? Anh ấy vừa mới ngủ được có 15 phút thôi. Đêm qua anh ấy không ngủ, chị cứ về phòng của chị đi. Khi nào anh ấy dậy, anh ấy sẽ xuống với chị mà. Hải Anh trợn mắt lên. Cô nói cái gì hả? Anh Hải cả đêm không ngủ sao? Cô nói đi, hai người làm gì sau lưng của tôi hả? Chúng tôi nói chuyện. Nói cái chuyện gì mà thức cả đêm thế? Nhiều chuyện để nói. Hải Anh nghiến răng. Cô dụ dỗ anh Hải có phải không? Tôi ngạc nhiên khi nghe chị ta nói như vậy. Này, chị nói sai rồi đấy. Tôi không thèm dụ dỗ ai nhé. Cô còn chối ư? Cô không dám nhận là mình dụ dỗ anh ấy ư? Cái loại người ham tiền như cô thì chuyện gì mà chả dám làm. Tôi nói có đúng không hả? Tôi cảm thấy bực bội khi cô ta áp đặt như vậy. Tôi mới quát lên, cô im đi, đừng có mà gây sự với tôi. Tôi không thèm chấp, không thèm đả động gì đến cô rồi. Cô nên biết điều đi. Đừng có cái kiểu vừa ăn cắp vừa la làng như vậy chứ. Rồi cô ta cứ tiến lại gần thách thức tôi. Tôi cứ muốn gây sự với cô đấy, cô làm gì được nào? Tôi mới đẩy cô ta xê ra để tôi đóng cửa lại.
Thế cô ta tức quá xông vào định tát tôi, thế mới điên chứ. Tôi hất tay cô ta ra, tát cho cô ta hai phát nổ đom đóm mắt luôn. Rồi tôi lao vào dùng tay siết chặt cổ cô ta, khiến cô ta thè lưỡi ra, ngoài mồm úa không nói được câu nào cả. Tôi ấn đầu cô ta vào tường và nghiến răng. Tôi nói rồi đấy, tôi đã không động chạm tới ai thì đừng có động tới tôi, kẻo tôi bẻ gãy cái hàm đấy. Bởi năm học võ của tôi chưa mạnh tay với ai đâu. Cô ta bị tôi siết chặt cổ quá mồm, cứ ú ớ, nước mắt nước mũi cứ trào ra. Tôi mới buông tay ra, cút về phòng đi. Ngay lập tức cô ta chạy bán sống bán chết, ngã rúi rụi ở góc cầu thang. Cô ta chạy về phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, cả nhà đông đủ, cô ta mới mở cửa ra và chạy ra mách bà nội. Bà ơi, cô ta muốn giết cháu đấy bà. Cô ta đánh và bóp cổ cháu, may mà cháu chạy thoát được đấy. Bà tống cổ nó ra khỏi nhà đi bà, để nó ở trong nhà của mình rất nguy hiểm đấy bà. Bà nội thở dài. Nếu mà là tôi còn tát cho cô thêm vài cái nữa đấy. Nó đánh cô vậy là vẫn còn nhẹ tay. Ơ kìa bà, nó đánh cháu như vậy mà bà không trách phải gì nó sao? Cô muốn được bênh thì cô về nhà cô đi, ở đó mới có người bênh cô. Còn ở đây ai cũng máu lạnh cả, không có ai bênh cô đâu. Hà Anh thấy bà nội không bênh mình, cô liền chạy ra cầu cứu bà Hoa. Mẹ ơi, mẹ lấy lại công bằng cho con đi mẹ. Bà Hoa lửa mắt. Tôi còn đánh thêm ấy chứ, bênh biết cái gì. Cô về nhà với chồng cô đi, với con cô nữa, ở đây không có ai bênh cô đâu. Tôi nấu đồ ăn sáng xong mà tôi thấy cô ta cứ chạy đi cầu cứu từng người một, nhưng không một ai bênh cô ta cả, ai cũng đuổi cô ta về. Thấy Hải đi xuống, cô ta lại chạy ăn vả Hải, nhưng Hải cũng không bênh cô ta. Anh khẽ nói, anh check camera rồi, người sai là em mà. Em sai thì em phải biết xin lỗi chứ. Hải Anh trợn trừng mắt lên giận dữ. Anh cũng bênh ở cô ta ư? Anh coi em là cái gì thế hả? Em bình tĩnh lại đi, xem đi có lỗi gì trong chuyện này không hả? Mà em gây sự với cô ấy trước, cô để yên cho chúng ta rồi, đáng lẽ ra em phải cảm ơn cô ấy chứ. Đằng này em lại gây sự với cô ấy như thế nào? Thôi em ra xin lỗi Ly đi. Hạ Anh điên quá, tát cho Hải một phát thật mạnh rồi gào lên. Anh điên rồi, anh bắt em phải xin lỗi cô ta ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu nhá. Nói rồi Hạ Anh bỏ về phòng, đóng chặt cửa lại, khóc nức nở. Cô thấy ấm ức kinh khủng. Rõ ràng là cô bị đánh, bị bóp cổ đau như vậy, thế mà không một ai bênh cô. Thậm chí cả Hải là người yêu của cô, anh còn không bênh cô, lại còn bắt cô xin lỗi Ly nữa. Hải Anh ấm ức khóc. Điện thoại của cô có tin nhắn đến, là chồng cô. Em đi đâu mà tối qua không về nhà với con thế? Thôi anh sai rồi, có gì cho anh xin lỗi nhá. Cuối tuần anh về anh bù cho em cái túi hát mở xịn nhá. Hải Anh lập tức nhắn lại. Anh đi với gái, thế mà anh dám lừa tôi được đi giải quyết công việc sao? Em hiểu lầm anh rồi, anh đi lo dự án phim cổ trang sắp tới mà, gái gú gì ở đây. À, có một vai nữ chính hợp với em đấy, em có nhận không? Nếu em không nhận thì để đoàn phim tìm người khác. Hà Anh suy nghĩ vài phút rồi nhắn lại. Em có, anh để em đảm nhiệm vai đó nhé. Tối em sang nhà dì em ngủ nhờ, em chuẩn bị về với con nè. Cuối tuần anh nhớ mua túi hát mở cho em màu trắng đi nhé. Vì Hà Anh cãi nhau với chồng nên cô mới tìm đến Hải. Suốt 2 năm qua, từ ngày cô lấy chồng thì Hải là nơi cô tìm tới để giải sầu mỗi khi cô và chồng xảy ra chuyện. Chồng cô là đạo diễn nổi tiếng, anh rất lăng nhăng đa tình. Hầu như bộ phim nào có diễn viên nữ mới thì y như rằng anh ta cặp kè với nữ diễn viên đó luôn. Nhưng vì Hà Anh ham giàu, ham được nổi tiếng nên đến bây giờ trên đầu của cô mọc quá nhiều sừng rồi mà cô vẫn bám lấy anh ta. Tôi thấy cả nhà gay gắt với cô ta quá nên tôi mới đi ra bảo mọi người. Thôi, bà nội và mẹ đừng gay gắt với Hà Anh quá, chắc là chị ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình không thể nói ra. Hải gật đầu. Cảm ơn em nhé, anh sẽ bảo cô ấy xin lỗi em. Hải còn chưa nói hết câu thì Hà Anh xách vali quần áo ra. Chào mọi người, tôi về đây. Nói thật, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi tới đây. Không một ai ở đây chào đón tôi cả nên tôi xin phép ra về. Cả nhà trố mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà nội thì thấy rất vui khi nghe Hà Anh nói sẽ về nhà cô ta và không ở đây làm phiền mọi người nữa. Hải vội chạy níu tay của Hà Anh. Kìa, xem lại về hả? Hôm trước chúng ta đã nói thế nào với nhau rồi, dám thay đổi là sao? Em nói em sẽ ở đây với anh và tìm luật sư giải quyết chuyện ly hôn với chồng cơ mà. Hà Anh nhếch mép cười. Đúng là tôi từng nói như vậy đấy, nhưng từ hôm qua khi tôi đến đây, thái độ của mọi người trong nhà đã giúp tôi nhận ra rằng nơi này không xứng đáng là tôi đặt chân vào đây đâu, và anh không xứng đáng là người tôi có thể dựa dẫm vào được, nên tôi về nhà với chồng con tôi thôi.
Hải gắt lên. Lão ta 5 lần 7 lượt đi với gái, em vẫn cố bám lấy là sao? Chẳng lẽ anh không thể lo cho em cuộc sống tốt hơn sao? Hải Anh nhìn Hải cười. Em biết anh thương em là thật, nhưng gần đây tình cảm ấy đã có chút thay đổi rồi. Giờ đây anh bắt đầu vấn vương với cô gái vợ giả của anh rồi. Anh không nhận ra điều đó sao? Nhưng em nhận ra đấy. Tôi mới chột dạ. Thôi chết, chị đã nói cái gì thế? Lộ hết ra bây giờ. Mẹ chồng tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Thằng Hải có cô vợ giả nào ấy nhỉ? Tôi nói linh tinh cái gì thế? Bà nội liền kéo mẹ chồng tôi ra ngoài, nói khẽ. Con đừng có tin lời nó nói nhá. Nó là linh tinh như vậy thôi, để chọc phá thằng Hải ấy mà. Hôm qua thì tìm cách tranh giành bằng được, hôm nay quay ngoắt 180 độ. Không biết đằng nào mà lần với cô ta đâu con ạ. Mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói, nhà mình cứ đuổi cô ta đi, làm mừng rồi con nhỉ. Mẹ chồng tôi mới gật đầu. Dạ vâng, mẹ nói đúng. Mong là từ nay về sau cô ta đừng xuất hiện ở nhà mình nữa, phiền phức thật đấy. Hải thì ra sức níu kéo Hà Anh, còn bà nội thì cứ đi xung quanh nói mỉa. Cô về với con cô đi, là mẹ mà bỏ con đi á thì còn thấy ra cái thể thống gì nữa. Cứ thi thoảng bà nội lại đá đều thêm một câu. Về đi, cô lựa chọn rồi, hãy cố gắng với sự lựa chọn của mình đi. Ở đây không hợp với cô đâu. Tôi kéo tay bà nội. Nội ơi, tôi kể anh ấy đi. Chuyện của anh và chị ấy cứ để anh ấy giải quyết, mình ngồi chờ xem kết quả là được thôi. Can thiệp vào làm gì hả nội? Nội lườm tôi. Còn con nữa đấy, để tính sổ với con sau. Ơ, con làm gì sai đâu ạ? Ừ, cứ ở đó mà giả ngây giả ngô đi, rồi biết tay nhau nhá. Tôi nghĩ mãi mà không ra, vì sao nội nói với tôi như vậy chứ? Nhưng vì tôi đang mải nghĩ về chuyện của Hải và chị Hà Anh, nên tôi quên ngay những lời nội nói. Sau một hồi níu kéo của anh Hải thì chị Hà Anh vẫn quyết định về nhà với chồng và con. Còn Hải thì ngồi như chết lặng ở ghế sofa. Mọi người biết Hải đang buồn nên tránh mặt đi để Hải yên tĩnh và suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tôi thương Hải lắm, nhưng tôi không biết phải an ủi động viên anh thế nào cả. Tôi đứng ở cầu thang nhìn Hải và thở nhẹ. Cố lên. Hải ngồi một lúc đi tới công ty. Tôi với nội ở nhà đi chợ mua thật nhiều đồ ngon để tối nay làm cơm, bởi vì nội nói là có khách tới nhà. Nội bảo là vị khách này rất đặc biệt và người đó ở đây một thời gian. Nội cứ úp úp mở mở làm tôi cảm thấy tò mò về vị khách đó. 7 giờ tối Hải về, thấy anh mỉm cười tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Tôi khẽ hỏi, Hải, anh ổn chưa ạ? Hải cười, anh ổn rồi, em đừng lo cho anh nhé. Dạ vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Hải đi vào nhà hỏi nội. Nội ơi, nhà mình hôm nay có khách à nội? Người đó là ai vậy nội? Nội nháy mắt. Con đoán thử xem là ai. Thằng Phong, có phải thằng Phong không nội? Bố mẹ chồng tôi cười tươi. Đúng rồi con ạ, Phong về chơi và ở đây một thời gian đó con. Vâng, mà mẹ đã dọn phòng cho nó chưa ạ? Lần này không được ngủ cùng con nữa, chắc là nó buồn lắm đây. Vài phút sau, taxi tới cổng, Phong về tới nhà. Cả nhà tôi vui mừng ra đón Phong. Anh Phong bằng tuổi anh Hải, anh ấy là con nuôi của bố mẹ chồng tôi, cũng là cháu nuôi của nội. Nội thương Phong lắm, năm nào cũng bay qua Mỹ thăm anh ấy. Phong đẹp trai, ăn nói hoạt ngôn nên được lòng cả nhà. Anh và Hải cũng khá là thân thiết. Thời gian Hải ở bên Mỹ là anh ở nhà Phong. Tình bạn của hai người rất tốt, nhưng một năm Phong về chơi thăm mọi người có 2 lần thôi. Nhưng lần này là đặc biệt, nội gọi cho Phong, không biết nội nói cái gì mà lập tức Phong thu xếp công việc bên đó, bay về với nội ngay. Ngồi ăn cơm, cả nhà cười nói vui vẻ. Thấy Hải vui vẻ mà tôi mừng quá. Đúng lúc anh ấy buồn nhất thì Phong trở về, những nỗi buồn của anh Hải cũng nhờ đó mà vơi đi. Ăn uống xong xuôi, anh Hải đưa Phong đi gặp bạn. Anh Phong mãi tới 11 giờ mới thấy hai người trở về. Tôi đi xuống tủ lạnh lấy nước uống. Hai đi chơi rồi về à? Phong rất nhanh nhẹn lại gần chỗ tôi. Em dâu chưa ngủ à? Dạ em chưa. Con gái đừng có thức khuya, da xấu đó. Tôi cười. Da xấu sẵn rồi anh à? Thế em có dùng mỹ phẩm dưỡng da không? Em không dùng gì cả. Phong ghé sát vào mặt của tôi và nói, thằng nào mà da em khô và hơi sạm đó, để mai anh tìm mua cho em một bộ dưỡng da này nhé. Hiệu quả lắm, mẹ với chị gái của anh đang dùng, rất hiệu quả luôn đó. Thế à, em cảm ơn anh nhiều nhé. Là con gái phải biết chăm sóc cho bản thân của mình, thanh xuân trôi qua nhanh lắm đó em ạ. Hải đứng phía sau từ nãy tới giờ, anh liền chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và anh Phong. Thôi muộn rồi đấy, cậu về phòng ngủ đi để cho người khác còn ngủ chứ, ở đó mà bốc phét à? Phong nhìn tôi nháy mắt. Em dâu ngủ ngon nhá, mang mua mỹ phẩm cho, thật đấy,
không có người lại nói là anh bị bốc phét. Dạ vâng. Đi về phòng tôi cười bảo anh Hải, anh Phong vui tính thật đấy, lại còn đẹp trai nữa. Thế này á, chắc là gái theo đuổi không hết anh nhỉ. Hải không nói gì, anh ôm gối ra ghế sofa nằm. Tôi nghĩ chắc là anh ấy đang buồn chuyện chị Hà Anh, nên tôi không dám nói thêm câu gì nữa. Tôi lên giường, nằm lấy điện thoại ra lướt Facebook và giật mình khi thấy anh Phong kết bạn với tôi. Lâm Phong, tên đẹp quá. Tuấn xác nhận ngay và tắt điện thoại đi ngủ. Buổi sáng sớm, công việc quen thuộc của tôi là cùng bà nội đi tập thể dục, rồi đi chợ mua đồ ăn luôn. Hôm nay cũng vậy, tôi đi xuống nhà để đi chợ cùng với bà, thì bà nội vẫn chưa dậy, tôi cảm thấy lạ quá. Hôm nay bà nội ngủ quên à? Làm sao có thể chứ? Tôi mới lại mở cửa phòng. Nội ơi, nội dậy lâu chưa? Tiếng nội vang lên. Ui chà, đau lưng quá. Hôm nay con tự đi chợ một mình nhé. Nội đau lưng à nội? Nội xịt thuốc chưa ạ? Nội xịt rồi, cũng thấy đỡ hơn rồi. Hôm nay con đi một mình nha. Ma nội khỏi, hai nội cháu mình đi lại cùng với nhau. Vâng ạ, nội cứ nghỉ đi. Tôi vừa đi ra cổng thì Phong chạy theo. Em dâu chào anh với. Sao anh dậy sớm thế ạ? Anh tập thể dục em ạ. Anh quay tập thể dục buổi sáng rồi. Em dâu đi chợ đấy à? Dạ vâng, em đi chợ. Anh Phong muốn ăn gì để em mua ạ? Anh thì đơn giản lắm, uống cốc sữa là xong thôi. Thế anh đi chợ cùng với em nhé. Anh tập thể dục luôn cho khỏe người. Nhưng mà ra chợ mùi cá tanh lắm, anh có ngại không? Anh không có ngại đâu, mình đi thôi. Để anh xách làn cho nào. Tôi gật đầu đưa cái làn cho Phong rồi chúng tôi đi chợ. Có anh Phong đi cùng rất vui. Anh ấy nói chuyện hài hước, lôi cuốn, nên người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Hải dậy rồi đi xuống nhà, thấy bà nội đang quét nhà thì anh hỏi, hôm nay nội không đi chợ cùng với Ly à? Nội vừa cười vừa nói, có thằng Phong đi cùng cái Ly rồi nên nội ở nhà, con dậy rồi sao? Hải tròn xoe mắt. Thằng Phong đàn ông con trai mà đi chợ với cái Ly sao? Đó nó có vấn đề đấy à? Nội mới lườm Hải. Đó con có vấn đề thì có. Nội lạ gì thằng Phong đó. Nó thương ai nó thương thiệt lòng luôn. Chắc nó thương cái Ly nó mới vậy đó. Hải cau mày lại. Nội nói cái gì cơ ạ? Thằng Phong thương cái Ly ư? Làm gì có chuyện đó được. Nội cứ đùa con. Nội đùa con làm cái gì? Lúc sáng nó cứ khen cái Ly đẹp đấy. Nó nói cái Ly đẹp tự nhiên không son phấn. Con không tin thì phải hỏi cái Ly mà xem. Hải không thèm nói gì. Anh đi thẳng lên phòng nằm. Lòng anh thấy khó chịu lắm. Lên phòng nằm nghĩ linh tinh một thôi một hồi, thì nghe tiếng động ở dưới. Anh mới đi xuống nhìn thấy Phong xách theo một làn thức ăn Hải đang cầm trên tay và nói, Phong, giờ cậu lại thích đi chợ nấu cơm rồi đấy à? Phong cười nói, tôi đi tập thể dục cho khỏe người ấy mà. Cậu cũng dậy sớm đi tập thể dục đi, không cái bụng nó trướng ra trông xấu lắm đấy. Hải lửa mắt nhìn Phong. Kệ tôi chứ, tôi nói vậy thôi mà, còn cậu muốn hay không thì tùy cậu. Nội quay ra bảo, hai cái thằng này cứ gặp nhau là chỉ chóe nhau như chó với mèo thế. Hải không nói gì, vẻ mặt của anh ta cứ khó chịu một tí. Anh ta lại liếc mắt nhìn tôi. Ăn sáng xong, Hải về phòng để thay quần áo chuẩn bị đi làm. Anh Phong thì giúp tôi dọn dẹp bát đĩa. Hải đi qua thấy tôi và Phong đang nói chuyện vui vẻ, anh nói với cái giọng không vui, thế là từ bây giờ có người san sẻ công việc nhà với em rồi đấy, em có thấy vui không hả Ly? Tôi đứng ngây ra, chưa kịp nói gì thì Phong trả lời hộ, vui lắm rồi mà, tất đúng không em dâu? Tôi mới ậm ừ, vâng. Anh Hải đi làm cẩn thận nhé. Hải mặt sầm xuống, anh hậm hực đi ra cửa. Anh vẫn nghe tiếng Phong nói văng vẳng, em dọn dẹp xong chưa nào? Anh đem đi mua mỹ phẩm và quần áo nhé. Nội đứng ở phía trong theo dõi mọi chuyện từ nãy tới giờ. Nội gật đầu hài lòng. Cứ theo cái đà này á, thì theo bản năng thằng Hải sẽ giành lại cái Ly thôi. Kế hoạch của mình đạt 50% rồi đấy. Từ hôm có Phong tới, Hải chưa bao giờ đi làm về muộn hết. Cứ hết giờ làm anh trở về nhà luôn. Mọi người còn thấy ngạc nhiên nữa. Tối nay ngồi ăn cơm xong, Phong lại dọn dẹp giúp tôi. Lần này Hải không đi lên phòng vội, anh cứ ngồi theo dõi tôi và Phong dọn dẹp. Tôi bảo Phong, anh cứ lên phòng đi, không cần phải dọn dẹp với em đâu. Em dọn một xíu là xong ấy mà. Phong mới cười nháy mắt, một xíu của em á cũng một tiếng đồng hồ đấy. Để anh phụ em cho nhanh. Mọi người đi nghỉ hết rồi, còn một mình em cứ lùi hút dọn dẹp thế này. Anh nhìn vậy anh xót lắm. Tôi bật cười, trời ơi, em còn biết cả thời gian chính xác như vậy sao ạ? Tất nhiên rồi, anh thấy thương em quá em dâu ạ. Hải ngồi ở bàn thì mặt sầm xuống, anh hắng giọng. Phong quay lại ngạc nhiên hỏi, ơ, cậu chưa lên phòng sao? Mỗi khi ăn xong là cậu lên phòng luôn cơ mà. Hải không nói gì, quay sang nhìn tôi nói, anh vừa nhờ người tìm một cô giúp việc rồi đấy. Nếu mà tìm được luôn thì từ mai
em đỡ vất vả rồi đi ạ. Tôi mới cười nhẹ. Dạ không sao, em quen rồi mà. Hải mới kéo tay tôi đi. Mình lên phòng nghỉ đi em. Ơ, nhưng em vẫn chưa dọn xong mà anh. Hải vừa lôi tôi đi vừa nói. Được, cho cậu ta dọn nốt đi, mình đi lên phòng thôi. Tôi đi ra dọn phòng cùng với Phong. Bà và Phong cứ nhìn nhau cười khúc khích. Phong liền nói. Vụ này thành công á thì bà tính thưởng cháu thế nào đây? Thế cháu yêu của bà thích gì nào để bà thưởng? Phong trêu bà nội. Cháu muốn một cô vợ, bà có thưởng được không ạ? Bà nội chợt nhớ ra. À, bà nhớ rồi, chị gái Kili đấy. Kili còn một chị gái chưa lấy chồng. Để bà bảo Kili nó mai mối cho cháu nhé. Phong ngại đỏ cả mặt. Thôi bà, cháu không thích qua mai mối đâu. Cháu muốn mọi chuyện tự nhiên thôi. Gớm, có mai mới còn chả kiếm được cô nào. Chờ tự nhiên á, có mà ế chồng ế chơi đến cháu ạ. Bà coi thường cháu thế. Bà cháu đi tập thể dục, cháu kiếm được cô cho bà luôn đấy nhá. Bà nội bĩu môi. Ôi, bà lại sợ quá rồi cháu ạ. Cháu kiếm đi. Nếu mà kiếm được, nội thưởng cho hai đứa một chuyến du lịch luôn, đồng ý không? Phòng gãi đầu cười cười. Vụ này nghe có vẻ căng đấy ạ. Đi lên phòng, Hải nhìn thấy bộ mỹ phẩm to đùng ở trên bàn bên cạnh. Còn có mấy túi quần áo váy vóc mà Phong mua tặng tôi. Hải cau mày lại. Cái gì kia? À, mỹ phẩm và quần áo anh Phong mua tặng em đó. Thật đồ đẹp thôi anh ạ. Hải lừa mắt. Em muốn những thứ đó như vậy sao? Dạ vâng, từ bé tới giờ chưa có ai tặng em nhiều đồ như vậy đâu. Em thích lắm. Hải tức quá cầm cái hộp mỹ phẩm và mấy túi đồ ném vào thùng rác. Trước sự kinh ngạc của tôi mới tức quá hét lên. Anh làm cái gì thế? Anh bị điên à? Đúng rồi đấy, anh đang bị điên đấy. Em đừng có mà trêu ngươi anh nữa. Em thích thì anh mua cho em cả cái siêu thị về đây đấy. Cần gì phải dùng đồ của cậu ta mua cho chứ. Trời ạ, thì giờ anh ta ghen với Phong đây. Giữa tôi và anh ta có gì để mà ghen đâu chứ. Sáng ngày hôm sau tôi đi chợ, Phong lại xuất hiện và đòi đi cùng với tôi. Nhưng nghĩ đến chuyện anh Hải tối qua, tôi cảm thấy không ổn nên tôi từ chối. Em tự đi một mình được anh ạ. Anh đi tập thể dục đi, ra công viên ở đằng kia kìa. Anh đừng có theo em nữa nhé. Phong với cười. Thế hôm qua Hải nói gì em á? Tôi ấp úng. Không ạ, tại vì em không quen đi chợ cùng với anh thôi. Thì sẽ tập cho quen dần đi. Vậy anh còn ở đây lâu lâu mà. Em tự đi một mình được mà anh. Anh đừng có đi theo em nữa nhé. Để em đi một mình anh không yên tâm đâu. Ai bắt cóc mất thì sao? Tôi bật cười. Không ai có thể bắt cóc được em đâu ạ. Thôi em đi đây. Mặc dù tôi từ chối nhưng Phong vẫn lẽo đẽo theo tôi. Anh ta lì thật đấy. Tôi đã nói là như vậy rồi mà vẫn cố tình theo là sao? Tôi và Phong vừa về tới cổng thì có hai cái xe thùng to đỗ ở trước cửa nhà tôi. Phong thấy vậy liền hỏi. Sao chở cái đồ gì thế nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chúng tôi vào nhà, thấy nội đang đếm tiền để trả cho lái xe. Ở trong phòng khách xếp kín đồ đạc. Tôi nhìn những túi đồ nhãn mác, hàng hiệu. Tôi vạch thử vài túi ra xem bên trong là cái gì. Trời, đều là váy thế này. Quần áo, mỹ phẩm, giày dép, hàng hiệu đủ các loại. Sao nhiều thế này? Phong ra hỏi nội. Nội tính mở shop mỹ phẩm ở nhà đấy hả nội? Nội không, nội già rồi, sẽ đâu mà kinh doanh nữa hả con? Thế sao quá cho đồ thế này hả nội? Thằng Hải nó mua đấy. Nó mua làm cái gì mà nhiều thế? Chỗ đòi tính sơ sơ cũng tiền tỷ rồi đấy. Đặt mua xong đi đâu mất tiêu rồi. Phong gật gù. Chắc là cô ấy mở shop mỹ phẩm cho em dâu bán đấy. Mà sao không thấy cậu ấy nói gì nhỉ? Thôi shop ở đâu không biết nữa. Tôi mới gãi đầu gãi tai ngây ngô không hiểu. Chắc không phải đâu anh Phong ạ. Nếu mở shop cho em ấy, thì phải bàn bạc với em chứ. Em có thấy anh ấy nói gì đâu ạ. Phong còn trêu tôi. Chắc là Hải tính tạo bất ngờ cho em đây mà. Hải mới đi đâu về, anh vào nhà nhìn tôi nháy mắt. Em xem đồ chưa? Tôi gật đầu. Em xem qua rồi, mà sao anh mua nhiều thế? Anh tính mở shop đấy à? Em nói linh tinh cái gì thế? Anh mua tặng em đấy, tất cả là của em. Em mang về phòng cất đi. Tôi trố mắt ra kinh ngạc. Nội và Phong thì nhìn nhau ngạc nhiên. Tôi nhìn đống đồ đó mà hoảng. Anh đùa em đấy à? Em không thích đùa cái đó đâu nhá. Hải cau mày mặt nghiêm khắc. Anh đùa em làm cái gì chứ? Tất cả những thứ này anh mua tặng em đấy. Từ giờ ngoài đồ anh mua tặng ra, em không được dùng đồ của người khác tặng. Em nghe chưa? Anh không có vui đâu. Phong đang uống nước tí thì sặc. Bà nội vỗ vỗ vào lưng của Phong. Cháu không sao chứ? Dạ cháu không sao ạ. Tôi gãi đầu mặt nhăn nhó. Anh mua nhiều như thế tôi dùng bao giờ mới hết đây? Trước khi mua anh phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Phong cười.
cũng không nhiều lắm đâu. Có hơn 200 cái váy, hơn 100 cái quần jean và 100 cái áo, và khoảng 80 đôi giày, 20 bộ mỹ phẩm. Còn những thứ lặt vặt thì anh không nhớ. À, anh thuê thợ tới để hàn kệ, tủ để cho em rồi. Tôi mới hét lên. Tôi không nhận đâu, anh đúng là cái loại thần kinh mà. Tôi bực quá bỏ lên phòng nằm, nội quay ra mắng Hải. Con mua đồ thì nội không có nói, nhưng trước khi làm cái gì mà có liên quan đến cái ly, con nên nói trước với nó một câu chứ. Đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau đấy con ạ. Vợ chồng sống với nhau, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng nhau, con có hiểu không? Hải mới cười gượng. Đúng là con mua hơi nhiều thật, nên vì tại tối qua con bực mình quá nên mới đặt nhiều như vậy. Con sắp thời trang lại ở gần đây, nên sáng nay họ chuyển luôn đến. Con rút kinh nghiệm lần sau nội ạ. Nội mới thở dài. Lớn rồi suy nghĩ chín chắn thấu đáo lên con. Nội không muốn nói nhiều với tụi con đâu đấy. Có thì không giữ, lúc có người quan tâm tới nó một tí thì lại lồng lộn lên. Đàn ông mấy người tham lam lắm, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt mà thôi. Con xin lỗi nội, lần sau con sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa đâu nội ơi. Nội đừng giận con nữa nhé. Phong vỗ vai Hải gật đầu. Cậu ngầu thật đấy, tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu rồi đấy. Hải nhà ta chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả. Hải mới gạt tay Phong ra. Cậu thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu đâu, tránh xa tôi ra. Phong mới nhăn nhó khó chịu. Tôi có làm gì cậu đâu nào. Cậu không nói chuyện với tôi cũng không cần đâu. Phong cũng giận dỗi bỏ về phòng. Hải nói với theo. Đừng có mà cố tình tiếp cận vợ tôi nhá. Cô là vợ của tôi đấy, cậu nhớ rõ hộ tôi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, kẻo không ấy là cậu biết tay tôi đấy. Phong bước lên cầu thang. Anh nghe Hải đe dọa như vậy, anh buồn cười lắm rồi. Nhưng mà anh vẫn giả vờ thái độ để Hải tức điên lên. Cái đó tôi chưa biết được đâu. Xã hội bây giờ, mạnh ai thì người ấy thắng thôi. Cậu chỉ nghe câu đó bao giờ sao? Hải tức lồng lộn lên. Đồ khốn, cậu qua đây cho tôi. Bà nội liền kéo Hải và nói. Thôi thôi đi, hai đứa làm sao thế hả? Trước kia hai đứa thân nhau lắm cơ mà. Sao bây giờ nói chuyện cứ khó chịu với nhau thế? Hải không nói gì nữa. Anh thở dài, ngồi xuống ghế, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau Hải lên phòng thấy tôi nằm ở giường. Anh lại ngồi bên cạnh và nói. Em giận anh đấy à? Em xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé. Tôi bực quá ngồi bật dậy, quát lên. Anh gặp anh có tiền thì anh muốn làm gì thì được sao? Đấy, giờ anh mua một đống đồ về. Anh đi mà mặc đi nhé. Tôi không mặc đâu. Thôi mà em, anh lỡ mua rồi mà, em nhận đi, dùng dần cũng được mà. Không bao giờ, tôi không dùng là không dùng đâu. Tự dưng bỏ bao nhiêu là tiền vào mấy cái việc vớ vẩn này, anh không biết sót tiền hay sao? Tự dưng Hải quay ra cáu. Đồ của Phong mua thì em vui vẻ nhận, còn đồ anh mua thì em nhất quyết không nhận là sao? Em có ý gì với cậu ta rồi à? Tôi bực quá gắt lên. Đồ điên, tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh nữa. Anh cứ ở đó mà suy diễn đi. Tôi với Hải cãi nhau một trận. Tôi tức quá, xin phép nội và bố mẹ cho tôi về nhà đẻ chơi vài hôm. Nói thật là lúc này tôi còn đang bực Hải lắm, nên tôi muốn tránh mặt Hải. Vài hôm nữa tôi tính tiếp. Sau khi tôi về quê rồi, Hải bắt đầu khó chịu và gây sự với Phong. Ngồi ăn cơm, Hải Phong bắt đầu khiêu chiến. Hải cau mày. Cậu có ý gì với Ly hả? Phong cười. Ly dễ thương mà, tôi cũng cảm thấy thích thôi. Hải trợn mắt lên tức giận. Sao cậu dám hả? Ly là vợ tôi đấy. Thế thì sao nào? Chờ một năm nữa hết hợp đồng, với cậu tôi sẽ hỏi cưới cô ấy. Hải sốc quá lắp bắp. Sao cậu biết chuyện đó? Nội nói với tôi đấy. Hải nhìn nội cửa gượng gạo. Nội biết chuyện rồi à? Nội đánh vào đầu của Hải mấy phát liền. Cái thằng mất dạy này, sao con dám lôi cái chuyện hôn nhân của mình ra để làm trò đùa thế hả con? Con có tin ấy, nội đánh đòn con không hả? Hải cúi gầm mặt xuống không dám nói câu gì. Phong lúc này mới nói. Thật ra việc tôi tiếp cận với em dâu là trong kế hoạch của nội đó. Nội muốn biết là cậu có thật lòng với đi hay không, nội mới gọi tôi về đây. Tôi nói để cậu biết và không ghen lung tung nữa nhé. Yêu người ta thì thổ lộ đi, cứ im ra như thế người ta làm sao mà biết được chứ. Nội bực mình, đánh cho Hải thêm vài phát nữa. Cái thằng ngốc này, nó có biết cái gì đâu mà. Lát nữa lập tức về quê tìm cái Ly đi. Có mỗi cái việc đó thôi mà cũng không biết phải làm gì sao? Dạ vâng, lát con đi ngay. Phong cũng hào hứng đòi đi theo. Tôi đi cùng với cậu nhé. Lần này tôi hứa sẽ không trêu em dâu nữa đâu. Không có người ghen lại ghen ẩm lên đấy. Đúng không nội ơi? Ờ, hai đứa bay đi đi. Cho thằng Phong về đó, biết đâu lại kiếm được một cô để thoát ế cũng nên đấy chứ. Hải bĩu môi. Cái thằng này chó nó lấy nội à? Người thì vô duyên chơi chẽn, ế dài dài đi.
Phong mới ưỡn cái ngực ra. Cô làm cái gì mà coi thường bạn bè thế? Người như tôi á, gái theo đầy cũng không hết đấy cái kìa. Tôi không thích thôi, tôi mà thích á, tôi còn lấy vợ trước cậu nữa đấy. Nội thở dài ngao ngán. Một thằng thì phải lấy vợ hợp đồng, một thằng thì ế dài ra, bây giờ lại còn bày đặt xem ai có giá hơn sao? Thôi ông dẹp đi cho tôi nhờ. Hải và Phong lái xe về quê tôi chơi. Về tới quê Phong thích lắm, anh cứ thò cổ ra ngoài, ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh. Hải quát: cậu muốn chết sao? Ngủ tử tế đi nào. Công nhận về quê không khí dễ chịu thật đấy. Ở ngoài thành phố thì ô nhiễm quá rồi, ngột ngạt khó chịu nữa cậu nhỉ. Ừ, tôi phải chơi cho biết mới được. Quê của em dâu, không phải bữa nữa tôi về Mỹ rồi không được. Ừ, cậu tính bao giờ về Mỹ thế? Chắc là một tuần nữa thôi. Giờ kế hoạch của nội sắp thành công rồi, chỉ đợi cậu và Ly chính thức yêu nhau nữa là xong thôi mà. Xong việc rồi tôi phải về Mỹ chứ. Cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn nội và cậu đã giúp tôi nhận ra tình cảm của mình. Nếu tôi và cô ấy đến được với nhau thì cậu và nội có công nhiều nhất đấy. Mọi hiểu lầm được hóa giải, Hải và Phong lại càng thấy quý và trân trọng tình bạn của hai người hơn. Hy vọng tình bạn của họ sẽ đẹp mãi như vậy. Về tới cổng nhà tôi, Phong mới thò cổ ra. Đến rồi à cậu? Ờ, tới rồi đấy, nhưng cẩn thận chó đấy nhá. Nhà vợ tôi có con chó dữ lắm đấy. Phong cười: sợ cái gì, không sợ là sợ chó sao? Cậu đúng thật là. Con chó đó cứ để tôi thuần chủng cho, bất kể loại chó gì gặp tôi ấy, cũng đều phải sợ như cún hết. Tôi không nói đùa đâu, con chó dữ lắm đấy nhá. Cậu cứ ở yên trong xe đi, để tôi gọi đi ra đã. Không giờ cậu mà ra nó sồ lên người luôn đấy, chạy không kịp đâu. Phong không những không tin, anh còn mở cửa xe ô tô ra và tung tăng đi vào sân gọi: em dâu ơi, anh có nhà không? Tôi và chị Trang nằm ở trong nhà tâm sự, bởi vì lâu ngày hai chị em không được hàn huyên với nhau. Chị Trang lắng tai nghe: hình như có người gọi thì phải. Em có nghe tiếng gì đâu nhỉ? Phong ở ngoài gọi tiếp câu thứ hai: Ly ơi, em có nhà không Ly? Chị Trang gọi ngồi dậy: có người gọi đấy, thì chị ra xem nhá. Chị Trang mới đứng dậy thôi mà con Milu nhà tôi đã lao ra trước rồi. Con Milu nhà tôi là giống chó lai to, nó nặng gần bằng cân tôi, nó nhảy lên còn cao hơn cả đầu của tôi ấy chứ. Ai nhìn thấy đều sợ nó cả. Phong đứng ở giữa sân, xây sầm mặt mày: trời ơi, sao con chó to thế này? Hải vốn sợ chó, anh ngồi yên trong xe, run lật bật. Tôi đã bảo cậu rồi, ngồi yên trong xe đi, mà không nghe cơ. Phong sợ lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh quát con chó: chó, chó, đứng yên đó, mày mà lại gần tao, tao thịt mày đó. Con Milu tiến lại phía Phong, gầm gừ đáng sợ lắm. Nó nhe cái răng ra. Phong hoảng quá bỏ chạy, ngã xuống ao trước nhà, tùm rồi chìm nghỉm. Chị Trang và tôi chạy ra tới sân thì Phong đã chìm nghỉm rồi. Con Hải thì vội mở cửa xe ô tô ra, hốt hoảng hét lên: có ai không? Cứu người, cứu người. Tôi chạy lại chỗ anh Hải: anh ơi, có chuyện gì thế hả anh? Hải hốt hoảng nhìn xuống dưới ao: Phong nó ngã xuống ao rồi. Chị Trang lập tức lao thẳng xuống ao. Chị gái tôi vốn giỏi bơi lội nên chỉ vài giây sau đã tóm được Phong và đẩy anh ta lên bờ. Lập tức tôi và Hải kéo Phong lên bờ. Phong nhắm tịt mắt, Hải hoảng quá mếu máo: Hải ơi, cậu đừng chết. Cậu mà chết lại bà nội giết tôi đấy. Cậu mở mắt ra đi nào, tôi xin cậu đấy. Chị Trang liền đẩy Hải ra: Hải, em tránh ra nào, chị sơ cứu cho anh ấy. Chị Trang lập tức hô hấp nhân tạo, đẩy mạnh ngực Phong. Cứ như vậy vài phút sau thì Phong chớ nước ra và ho mấy cái liền. Phong từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi người. Hải mừng quá vỗ vỗ vào người của Phong: cậu tỉnh lại rồi, may quá, làm tôi sợ thót cả tim đấy. Tôi cười: may quá rồi, anh Hải vừa khóc vừa lo lắng cho anh đấy. Phong mặt tái mét nhưng vẫn cố mỉm cười: cậu ta sợ anh chết, vậy thì bà nội đánh chết cậu ta chứ, cậu ta mới sợ đấy em ạ. À, cái cậu này tôi lo cho cậu thật mà, may mà có chị Trang cứu cậu đấy, không thì chắc là cậu ngoẻo rồi, ở đó mà nói tôi nữa sao. Phong gãi đầu: thật đọc tôi có cảm giác được ai đó hôn ấy chứ. Tôi và Hải trố mắt nhìn nhau, còn chị Trang thì ngại ngùng bỏ đi vào nhà. Hải cau mày lại: lúc chị Trang hô hấp cho cậu mà cậu cũng biết sao? Thì tôi có cảm giác đó mà, tôi không nhớ chính xác đâu. Tôi và Hải đứng ngây người ra, không hiểu cái gì luôn. Nhà có hai vị khách nên chị Trang thịt gà, nấu cơm bãi khách. Tôi và Hải ngồi nói chuyện với nhau ở trên nhà. Còn Phong thấy mình vô duyên quá, đi xuống bếp để tôi và Hải ngồi nói chuyện với nhau cho tự nhiên. Hải vuốt mái tóc của tôi: Ly à, em đừng giận anh nữa nhé.
lần sau anh làm gì cũng sẽ hỏi ý kiến của em, anh không dám tự ý nữa đâu. Tôi mới xị cái mặt ra. Thế bây giờ nhiều đồ như thế em tính sao đây? Thế mang vào cho chị Trang mặc nữa cũng không nhiều lắm đâu mà. Tôi cảm thấy nguôi ngoai. Vâng, ta bỏ qua cho anh đấy, lần sau mà như vậy nữa anh đừng có trách em. Dạ vợ, anh nhớ rồi thưa vợ. Nghe Hải gọi tôi là vợ, tôi cảm thấy vui lắm nhưng vẫn còn làm bộ. Anh gọi ai là vợ đấy? Hải nắm lấy tay của tôi. Ly, em có thể cho anh một cơ hội được hẹn hò với em không? Mặt tôi đỏ ửng lên rồi, thích lắm rồi nhưng tôi vẫn còn phải làm bộ. Em không biết được đâu, em suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé. Hải gật đầu. Được rồi, em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau nhé. Phải chờ bao lâu anh cũng chờ mà. Phong đi xuống bếp hỏi chị Trang. Trang cần tôi giúp gì không? Chị Trang đang xào rau, chị nhờ luôn. Em vào chặt gà hộ tôi nhé. Phong hào hứng lắm. Ok, sao thớt đâu ạ? Đây. Chị Trang đưa dao và thớt cho Phong. Vô tình chạm vào Phong, chị thấy hơi rối rối. Chị mới cười. Cảm ơn Trang nhé. Mai hôm nay có Trang ở nhà đấy, nếu không chắc là tôi chết đuối cũng nên. Trang mỉm cười e thẹn. Dạ không có gì đâu. Mà sao anh không chạy ra đường mà lao xuống ao thế ạ? Phong gãi đầu. Lúc đó tôi cuống quá mất phương hướng nên lao thẳng xuống ao, hú hồn hú vía. Phong bắt đầu chặt gà. Chặt phát đầu tiên, cái đầu gà bắn ra cửa. Phong liếc mắt nhìn chị Trang, thấy chị Trang không nói gì. Phong chặt phát thứ hai, cái cổ gà bắn vào chân chị Trang. Phong tức quá cầm cái cánh gà và chặt. Chặt vào móng tay của mình luôn. May là chỉ trúng cái móng tay dài thôi, chứ không thì hôm nay Phong thành chín ngón luôn rồi. Ui cha, tí thì mất cái tay. Con dao này kỳ thật đấy, chả đúng ý nhau gì hết. Chị Trang lửa mắt. Thôi lên nhà đi, cho tôi bình yên một cái. Đàn ông con trai gì mà ẻo lả, con gà luộc chín rồi mà chặt cũng không xong. Phong lặng lẽ đi ra ngoài. Anh mới lẩm bẩm. Cô ta hùng dữ y chang con chó nhà cô ta vậy. Đúng là chủ nào tớ đấy. Chị Trang dọn cơm xong, gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Không thấy anh Phong đâu nên tôi mới hỏi. Anh Phong đâu rồi chị? Em tưởng là anh ấy ở đây với chị mà. Anh ấy vừa lên đó mà. Không thấy mà chị. Chúng tôi mới ra ngoài sân tìm Phong, xem anh ở đâu để gọi về ăn cơm. Thì thấy anh ấy ngồi vắt vẻo ở trên cây xoài, còn con Milu thù lù đứng ở gốc cây, ngóc cổ lên nhìn Phong gầm gừ. Anh Phong ngồi trên cây nói đạo lý với con chó. Ê, cái con lông xù kia, mày nghe rõ đây nhá. Thứ nhất, tao không thù oán gì với mày cả. Thứ hai, tao không có ý đồ xấu gì với mày đâu. Thứ ba, tao về đây là có ý tốt. Thế thì hà cớ gì mày cứ gầm gừ mãi với tao thế? Con Milu ở dưới cứ nhe răng ra gầm gừ Phong. Phong ở trên cây vênh cái mặt lên. Đây, con giỏi lên mà cắn tao đây này. Lên mà cắn đi. Cứ coi chừng tao đấy. Biết đâu sau này lại về gặp mày thường xuyên đấy nhá. Cẩn thận đi. Sau một hồi ngồi trên cây xoài nói đạo lý với con Milu, anh Phong đã được con Milu tha cho để mà vào ăn cơm. Vừa ngồi xuống mâm cơm, Phong gắp ngay một miếng thịt gà cho con Milu đang nằm ở góc nhà. Này, cho mày thịt gà đấy. Từ nay trở đi không được cắn tao đâu đấy. Lớn rồi phải biết điều tí nghe chưa? Tôi và anh Hải cứ tủm tỉm cười. Hải mới hỏi Phong. Cậu có vẻ hiểu đồng loại của mình thế. Cậu không biết tôi rất giỏi luyện chó đấy hả? Trước mẹ tôi còn nuôi một con bé Béc Đức, tôi huấn luyện nó đỉnh luôn. Trang bĩu môi. Người nhanh mà cũng huấn luyện chó được ư? Anh lại bốc phét rồi. Sao cô nói tôi như vậy chứ? Tôi nói thật đấy. Không tin câu hỏi em rể của cô đây này. Hải mới gãi đầu. Tôi không nhớ đâu. Sao lôi tôi vào chứ? Chị Trang và anh Phong cứ đấu khẩu một hồi lâu. Tôi ra hiệu cho anh Phong không đôi co với chị Trang nữa. Nhưng mà anh Phong không hiểu, cứ đôi co với chị Trang mãi. Chị Trang bực quá không ăn cơm nữa mà bỏ về phòng nằm. Anh Phong mới hậm hực. Đúng là bà cô già, khó tính. Hải mới lắc đầu. Cậu vẫn vậy, không giờ thay đổi được cái tính nói nhiều của cậu đâu. Nói nhiều thế nhỉ, váng hết cả đầu. Tôi mới thở dài. Anh nhịn chị em một tí không được sao? Chị buồn phải thất tình đấy. Phong cao mày thì nhìn tôi. Cô thất tình ư? Vâng, cho bố mẹ em muốn chị lấy anh Hải, nhưng chị đang yêu một người anh làm cùng cơ quan. Chị bất chấp tất cả để được yêu anh ấy. Thậm chí chị còn định bỏ nhà theo anh ấy nữa. Thế mà một tháng sau anh ấy có người yêu mới. Giờ chị vẫn còn buồn đó. Anh đừng trêu chị ấy nữa, kẻo chị ấy nổi giận đó. Rồi không ai cứu được anh đâu. Phong mới đồng tình. Sao lại tệ hại thế nhỉ? Phải tôi đập cho vỡ cái mặt ra rồi. Đời còn dài, dai còn nhiều lắm, không việc gì phải buồn đâu. Ngày hôm sau,
Tôi cùng với Phong và Hải trở về thành phố. Tôi và Hải chính thức hẹn hò. Tôi mở tủ lấy bản hợp đồng ra, xé ra từ bao giờ rồi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và xây đắp một tình yêu mới. Một tuần sau Hải hỏi Phong bao giờ về Mỹ, thì Phong cứ ngập ngừng chưa muốn đi. Phong nói là cứ từ từ để Phong giải quyết công việc đã. Tôi và Hải thấy Phong có những biểu hiện lạ nên tìm hiểu thì được biết Phong và chị Trang đang có tình cảm với nhau, nên anh Phong mới nỡ không nỡ rời xa chị ấy. Mọi chuyện đều diễn biến theo ý của nội tôi, nên nội tôi rất hài lòng và nội cho chúng tôi tiền để chúng tôi đi du lịch. Sau chuyến du lịch thì Phong và Trang chính thức thành một đôi. Bà nội tôi còn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Phong đã thoát ế thành công nữa. Không biết sau này thế nào, nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của tôi. Tôi trân trọng những gì mình có, tôi tạm gọi đó là hạnh phúc trời ban. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.